Bác xoay cho em, eo yếc đẹp ngon này như người bác ơi luôn, cực kỳ là dễ dùng mà giá rất là bình dân thôi, vừa tốt cho sức khỏe mà eo thon dáng đẹp đó nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái xoay eo, đấy xoay eo nhá. Cái này thì em báo giá luôn 40.000 một chiếc thôi nhá, 40k một chiếc xoay eo nha. Đấy 40k một chiếc nhá. Đấy các bác nào muốn một cái vóc dáng thật đẹp thì mua cho em cái con này về, rất hay luôn. Đấy. Ở đây thì nó có những cái phần gai nó lên này. Đấy các bác vừa vừa lên đây các bác xoay này, vừa xoay này và các bác vừa massage được cái lòng bàn chân. Đấy, lòng bàn chân thì đặc biệt là rất nhiều dây thần kinh. Đấy, thì các bác lên đứng lên đây các bác xoay thì vừa xoay được eo vừa massage được cái khu vực bàn chân nhá. Đấy để nó kích thích cái dây thần kinh, đấy, giúp lưu thông khí huyết này, đấy, đả thông kinh mạch này, đấy rồi là nói chung là rất là tốt cho sức khỏe luôn, rất ok. Đấy các bác chỉ việc đứng lên các bác xoay thôi, rất ok luôn nhá. 40k một chiếc nhá, 40k một chiếc đây để em gọi người mẫu nhà em quay cho bác coi. Đây này, đây này, khi mà người mẫu nhà em quay này, đấy thì các bác cứ đứng lên các bác quay thôi, đấy cứ quay này, đấy thì eo ót là thon gọn ngon lành ngay, rồi là vừa quay vừa massage chân nhá, rất ngon lành luôn, đó tiện dụng mà nó rất là dễ sử dụng ạ. Đó đi lên mã cho em sẽ là sản phẩm là xoay eo nhá, 40k cho một chiếc xoay eo này, 40k một chiếc. Và tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho cái mã hàng luôn, đó là cái cây đèn nấm nhá, đèn nấm đèn ngủ đây, lên mã sẽ cái cây đèn nấm hoặc đèn ngủ đều được, đấy đèn nấm đèn ngủ đều được nhá, đèn đèn ngủ nấm có nhá, đèn ngủ nấm. Em báo giá luôn, bữa trước đang bán cho bác là 40.000, hôm nay em về bác giá rất tốt luôn, bán giá lãi tình cảm thôi. 15k cho một cái cây đèn nấm nha, 15k một cây, dùng rất là hay. Đây, nó là dạng đèn ngấm đủ nhá, nó có cái chức năng cảm biến là tự động là ban ngày nó sẽ tắt đi và ban đêm tự động nó sẽ bật lên. Để về các bác cắm vào phòng ngủ các thứ này. Đấy, ok luôn. Đấy, tự động là đây nó có mắt cảm biến này, tự động ban ngày là nó sẽ tắt đi và đúng rồi, ban ngày tắt đi và ban đêm là tự động nó sẽ bật lên nhá, dùng rất hay luôn. Giá thanh lý xả kho cho bác luôn. 15k một cây nhá, 15k một cái cây đèn ngủ nấm nha, 15k một cây. Đây nhá, đấy khi mà về các bác dùng thì nếu mà các bác muốn test thì các bác để tay đây này. Đấy, để tay các bác bịt kín cái phần mắt cảm biến ở bên này này. Đấy là tự động nó sẽ sáng lên, các bác bỏ tay ra cái nó sẽ tắt đi nhá. Đấy đây, rất ok luôn. Đấy, nó cảm biến rất hay nhá. Đấy, nó là cái nó có cái chức năng cảm biến rất ok luôn. Đấy, về các bác sử dụng cắm làm đèn ngủ thứ ok luôn nhá. 15k một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con máy thổi hút bụi này. Lên mã sẽ con máy thổi, con này vừa thổi vừa hút được nhỉ. Đấy vừa thổi hút nhưng mà chủ yếu là nó thổi được quá. Đấy còn hút thì nó là phụ thôi, chủ yếu là thổi thôi nhá. Đấy thì về các bác mua dùng để thổi cũng rất hay. Đó. Đây bên trong phụ kiện này đủ đi kèm này. Đấy. Sử dụng nguồn 220 dùng rất là tiện luôn. Chủ yếu là các bác thổi, ví dụ mình thổi bụi, thổi lá cây là rất là tiện dụng luôn. Đấy con này thì nói luôn hàng sản xuất tại Trung Quốc nhá. Made in China. Đấy made in China. À, công suất của nó sẽ là 1000W này và cái vòng tua của nó sẽ là 13.000 vòng trên 1 phút nhá, cực kỳ khỏe luôn, máy chạy khỏe lắm. Đấy thổi phe phe luôn. Ở đây các bác muốn thổi các bác lắp cho em cái đầu này mà cái đầu chóp chóp này. Đấy các bác bấm bấm công tắc đây nhá, bấm công tắc đây. Đây nó có cực công tắc này. Đấy motor đây. Đấy bấm vào trực tiếp vào nguồn 220 các bác bắn cho em, thổi cực kỳ khỏe luôn. Ngoài ra nếu các bác muốn hút ấy thì các bác lại chuyển cho cái đầu này về đây. Đấy thì các bác lại hút nhá. Đấy và khi mà hút thì các bác lắp cho em cái túi này vào này. Đấy lắp cho em cái túi này vào để cho nó chứa rác ạ. Đấy để cho nó chứa rác thì các bác lắp vào đây nhá, lắp vào đây. Đấy thì khi mà hút thì nó sẽ hút và truyền, nó truyền rác thì nó sẽ đựng vào trong cái túi này. Đấy còn nếu mà muốn thổi thì các bác lại chỗ đổ cái đầu về đây để các bác thổi nhá. Máy thì cực kỳ khỏe luôn, máy thổi khỏe lắm. Đây em sẽ cắm cho bác coi này. Đây đây em sẽ test cho bác coi nhá, thổi thì cực kỳ khỏe luôn này. Em bật bật máy này. Đây lòng ổ điện rồi, cắm lại cho bác coi nhá. Thổi khỏe lắm, con này thổi kinh khủng luôn. Đây là thấy không, thổi rất nhanh luôn. Đây là thấy không. Đấy mà cái tầm thổi nó cũng rất là xa nhá. Đó đây đây nhìn biết này. Nó thổi mà các bác cầm không chắc tay, nó đẩy về sau luôn nhá, nó đẩy về sau luôn, nó thổi khỏe lắm, máy chạy khỏe kinh khủng luôn. Đó đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy thổi hút bụi nhá, máy thổi bụi công suất 1000W này, vòng tua 13.000 vòng trên phút và sử dụng điện 220. Đấy, em báo giá luôn, con này thì hiện tại em đang có giá là 220.000 một chiếc nhá và bao ship tận nhà luôn. Về các bác dùng để thổi bụi này, rồi là các bác thổi lá cây đấy, rồi là thổi này, rồi có cả chức năng hút luôn nhá. Đấy như chủ yếu là nó thổi thôi, chứ hút thì nó phần thôi. Đấy, chủ yếu là thổi thôi nhá. Lên mã em sẽ cái con máy thổi hút bụi này, máy thổi hút bụi, máy thổi hút bụi nhá. 220.000 một cây nhá, 220k một cây và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy bao ship tận nhà, máy thổi hút bụi nhá, 220k bao ship.
Tiếp theo thì em lên nhanh cho bác mã hàng, đó là cái hộp ô tô đồ chơi này. Lên mã em sẽ cái hộp ô tô đồ chơi nhá. Hộp này thì em báo giá luôn. Tại vì em đang có giá là đi 100k một hộp đâu nhá, 100k một hộp. Lên mã em sẽ cái hộp ô tô đồ chơi cho trẻ em. Đấy, hộp ô tô đồ chơi nhá, cho trẻ em nhá. Giá sẽ là 100k một hộp nha. Một hộp này là sẽ là 30 xe. 30 xe ô tô đồ chơi các kiểu các loại luôn, rất là đẹp, nhìn rất là ok. Đấy, về các bác sử dụng mình cho các cháu này mình chơi này. Một hộp này là 30 xe nhá, đựng trong chiếc hộp như này. Và xe này của nó sẽ là xe khung nhôm và nó có cả cái phần đây này, cả phần cốt này. Đấy, có thấy không? Cốt chạy cực kỳ khỏe luôn nhá. Đấy, về để cho các cháu như mình chơi với nhau rất ok. 30 xe là cả nhà chơi với nhau luôn. Đấy. Thân xe nó thân nhôm rất chắc chắn nhá. Đấy, một hộp là 30 xe và rất nhiều màu sắc và rất nhiều các loại xe khác nhau nhá. Đấy, rất nhiều màu sắc, rất nhiều các loại xe khác nhau. Giá thì bình dân hạt rẻ thôi, 100k một hộp nhá, 100k một hộp. Hộp ô tô đồ chơi cho trẻ em nhá. Một hộp là 30 xe, 100k một hộp nhá. Đó, tiếp theo thì em lên luôn đi bác. Đó là cái mã đèn hai đầu này. Đấy, con này thì bên em đang bán rất nhiều rồi. Giá thì cũng bao giá thị trường luôn. Lên mã em sẽ con sản phẩm là đèn hai đầu. Đèn hai đầu này thì đang có giá là đi 240.000 luôn nhá, 240k và bao ship cho bác tận nhà luôn. Bao ship tận nhà luôn. Giá rất tốt. Đó. Các bác cứ mua hóa đơn trên 200 là bao ship rồi mà. Con đèn này là bao ship là đương nhiên rồi. Đấy. Con sản phẩm đèn cực kỳ chất lượng. Dòng đèn pin hai đầu của cảnh sát Nhật nhá. Đây. Hàng Polykea Made in Japan. Con này chiếu sáng, tầm chiếu xa nó từ 800 cho đến 1200m nhá. Chiếu kỳ xa luôn, cực kỳ sáng nhá. Đây con nhìn này. Ánh sáng của nó trắng xóa luôn này, sáng dã man luôn. Các bác có thể lên xem video em test rất nhiều lần con này rồi, dùng cực kỳ thích luôn. Đấy. Nó con này có hai chế độ sáng cả hai đầu luôn nhá. Phần đầu này được bọc cao su chống va đập chống vỡ nhá. Đấy, toàn bộ này dòng mắt LED siêu sáng, rất tiết kiệm điện luôn. Đấy. Đấy, các bác có thể bật cả bên hông này, rồi bật phát bên này luôn này. Đấy, sáng cả bên này luôn, sáng cả bên này. Rồi bật phát sáng cả bên này luôn. Đấy, rất ok nhá, sáng phát hai đầu luôn này. Đấy thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái sản phẩm là đèn hai đầu nhá. 240.000. Có báo cả vạch pin luôn, khi mà các bác bật báo cả vạch pin để biết là pin nó còn nhiều hết. Đây là cái phần chân sạc này. Đấy, chân của nó chân nhỏ, chân sạc. Còn cái chân to là cái cổng USB để các bác sạc ra nhá. Ví dụ điện thoại hết pin thì mình có thể cắm ở đây. Đấy, để các bác lấy cái pin của cái đèn này các bác sạc cho điện thoại nhá. Đấy, như kiểu là một cái cục sạc dự phòng ấy. Có cả một cái lỗ ốc 3/4 để các bác có thể ví dụ về bắt vào những cái con chân ốc 3/4 rất ok. Đấy, hàng Made in Japan, rất xịn sò. Lên mã em sẽ là đèn hai đầu nhá, cực kỳ sáng. Có các chế độ sáng là chiếu xa này, rồi là ánh sáng rộng này. Đấy, rồi ánh sáng rộng nữa này. Rồi là có cả nháy cảnh báo SOS này. Đấy, nháy loạn luôn, rất ok. 240.000 nhá, 240.000 thôi. Vào việc luôn, giá rất tốt mà sản phẩm dùng rất ok. Đấy, đi kèm có cả một cái giọng cộng dây cáp sạc nhá. Thì cái con này nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn 5V. Về các bác có cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, các bác cắm vô. Đấy, để các bác sạc cho cái đèn này là xài thôi. 240k nhá. Lên mã lúc nào sẽ là sản phẩm là đèn hai đầu, 240.000 một cây, bao ship tận nhà. Đèn siêu sáng luôn nhá, không sáng không lấy tiền bác luôn, cực kỳ sáng luôn đấy. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái túi giấy lau giày này. Đấy, túi giấy lau giày dành cho các bác chuyên đi lau giày hoặc các bác đi chơi đi du lịch, mình để một cái túi này trong túi sách các thứ ba lô này. Đấy, ví dụ như giày có bẩn cái là mình lôi ra mình xài luôn. Đấy, con này thì các bác chỉ việc bóc vào đây thôi. Đấy, bóc vào cái lớp này ra, sau đó các bác rút ra, các bác sử dụng, các bác lau luôn, rất là sạch luôn. Đây. Đấy, lau rất sạch. Đấy, các bác bóc vào ra thì bên trong thì nó sẽ có một cái này là có 30 tờ này. Đấy, 30 tờ khá là to luôn. Đấy, các bác chỉ việc lấy ra sau đó là các bác lau thôi. Đấy, mùi rất là thơm nhá. Mùi cực kỳ thơm luôn, và bên trong này thì nó đã tẩm những cái chất gọi là vừa làm bóng này cũng như là vừa tẩy sạch tẩy rửa này. Đấy, các nhìn này. Đấy, vừa làm bóng vừa tẩy sạch tẩy rửa hết rồi. Các bác chỉ việc dùng cái giấy này các bác lau qua lượt cho em cái rất là sạch luôn. Đấy, thì các bác cứ lên mã em sẽ là cái phẩm là cái túi khăn lau giày nhá, túi khăn lau giày nhá, túi khăn lau giày. Đấy, bên em đang bán lẻ một bịch khăn lau giày nha. Với giá là đi 20k bịch nhá, 20k bịch. Còn nếu mà khi mà các bác lấy theo combo 3 bịch thì giá sẽ tốt hơn. Đấy, khi mà các bác lấy 3 bịch thì bên em sẽ để bác giá sẽ là đi 3 bịch khăn lau giày này với giá sẽ là 50.000 nhá. 3 bịch khăn lau giày. Đấy, 3 bịch khăn lau giày thì sẽ có giá là 50k thôi nhá. Còn nếu các bác lấy lẻ một bịch, đấy, một bịch thì sẽ có giá là 20k, rất là sạch luôn, lau cực kỳ ok. Đấy, cho các loại giày sneaker, đúng là giày vải, giày da thứ lau hết luôn. Mà rất là tiện, mình mang đi mang lại cũng ok. Đấy. Nó nhỏ gọn tiện lợi dễ sử dụng nhá, 20k một gói thôi, giá rẻ giật mình luôn, lấy 3 gói là 50.000. Thì các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, túi khăn lau giày nhá, lau cực kỳ sạch luôn, dễ dàng vệ sinh, rất tiện dụng luôn. Đấy, làm được với mọi loại vết bẩn nhá. Đấy, rất là sạch sẽ, phù hợp với mọi loại da,
Đấy, sản phẩm này thì thực tế em đang bán đây 20k một túi nhá. Các bác lấy 3 túi thì sẽ là 50.000. Lên mã em sẽ là cái túi giấy lau giày. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ sạc ắc quy. Hiện tại bên em nó có hai mã là bộ sạc 24V và bộ sạc 12V nhá. Toàn bộ hàng này thì của hãng Foxua. Đấy, một trong những thương hiệu chuyên về những cái bộ sạc ắc quy này rất là nổi tiếng rồi. Và hàng này thì bên em bán rất là nhiều, và hàng bên em thì nó luôn là hãng này thì nó có bảo hành luôn nhá, nên có yên tâm. Đấy, dùng hàng này có bảo hành luôn. Đấy, dùng thì cực kỳ ok và rất là chất lượng luôn. Và dòng này thì nó là dòng sạc đời mới nhá, dòng sạc điện tử ạ. Đấy, dòng sạc điện tử và cực kỳ nhiều những cái chế độ rất là hay trong một cái bộ sạc nha. Đấy, hàng này thì em nói luôn nó đến tại thị trường của China cũng nhá, của Trung Quốc cũng nhá. Đấy, nó luôn, nhưng mà Trung Quốc như xuất đi rất nhiều nước này, ví dụ như là Anh này, rồi là có Pháp này, toàn là thị trường khó tính, như Tây Ban Nha này. Đấy, Đức này, Germany này. Đấy, nó các bác nhìn, chỉ cần nhìn cái quyển sách thì rất là các bác biết đi nó xuất đi những cái nước nào. Vì đây Russia này, vì nó Italia này, vì nó để ấy mà, nó để những cái ngôn ngữ của những cái nước nó xuất sang để làm hướng dẫn mà. Đấy, bộ này là bộ 12V này, thì đây đấy, bộ 12V này nó sẽ gồm có là một nguồn vào nhá, có quạt tản nhiệt đầy đủ với bác luôn. Đấy, có quạt tản nhiệt luôn nhá, nguồn là nguồn 220 nhá, và nguồn ra của nó đây, nguồn ra thì sẽ là nguồn 12V. Và cái con sạc 12V này thì cái ampere của nó sử dụng là từ 4A cho đến 100A nhá. Nói chung là những cái dạng bình bình ô tô, bình xe máy dạng nhỏ nhỏ vừa vừa là ok. Đấy, các bác sạc là ok. Nói chung là các bác về các bác cứ nhìn cho em là cái bình nhà mình nó sử dụng điện áp từ bao nhiêu này. Nếu mà trong sử dụng phạm vi là từ 4A này cho đến 100A là cái sản phẩm này là nó sẽ sạc được nhá. Cái này sạc được này. Đấy. Còn nếu mà lớn hơn thì các bác có thể tham khảo cho em con 24V này. Đấy. Còn đây, con này là con 12V nhá. Đây em mở luôn cho bác cái con 24V này. 24V thì nhìn nó cái thân của nó sẽ to hơn con 12V chút này. Đấy, nhìn nó sẽ to hơn. Đó, đây. Con này là con 24V nhá. Con này là từ 8A nhá cho đến 150A. Đấy, 8A 150A. Đó, đây. Thông số kỹ thuật đầy đủ đây các bác nhá. Đấy. Hàng của Foxua nên nói chung là dùng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, sẽ gồm có là một nguồn vào và hai đường ra. Hai đường ra thì nó sẽ có là phân biệt âm dương để các bác biết là các bác kẹp luôn, nhưng mà cứ yên tâm đi. Còn là những cái dòng này nó là dòng đời mới thì các bác cứ kẹp cho em thoải mái, kẹp nhầm cực thì nó sẽ báo lỗi nhá và máy nó sẽ không chạy. Và khi nào mà các bác kẹp đúng cực thì bắt đầu là máy nó mới chạy nhá. Và hai cái sản phẩm này là toàn bộ đều có màn hình hiển thị LCD trên này, nó sẽ báo về nhiệt độ bình này, rồi là phần trăm pin là đầy hay chưa để biết lối này. Đấy, cũng như là các bác sạc điện áp nó đang vào là bao nhiêu. Đấy, rồi sản phẩm này thì toàn bộ thì sẽ được sạc là tự ngắt khi đầy nhá. Hai con này đều tự ngắt khi đầy, nghĩa là bình của bác đầy thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt thôi nhá, tự động là nó sẽ ngắt luôn, nó sẽ không sạc nữa, để tránh tình trạng là bình của các bác sạc lâu quá nó bị chai thì nó tự động nó sẽ ngắt hết luôn. Đấy, ngắt toàn bộ nguồn luôn, không nó không cấp nguồn nữa, nó sẽ không sạc được nhá. Đấy, không sạc luôn. Và thứ hai là nó có chức năng là chống ngược cực này. Đấy, khi mà các bác kẹp ngược cực thì nó chỉ báo lỗi thôi các nhá, nó báo lỗi lúc nào mà các bác kẹp đúng cực thì bắt đầu là máy nó lại hoạt động trở lại, còn nếu mà các bác kẹp ngược cực là tự động máy sẽ báo lỗi và nó sẽ dừng không hoạt động luôn, rất thông minh luôn nhá. Chế độ thứ ba là chế độ khử xung phát phui khôi phục bình. Đấy, thì khi mà các bác dùng cái sản phẩm này thì theo nhà xuất công bố thì nó sẽ tự động khử xung phát cũng như là khôi phục lại bình thôi nhá. Đấy, ví dụ như bình các bác dùng lâu thì nó sẽ tự động nó khôi phục lại cũng như là nó khử xung phát để nó tăng tuổi thọ của bình nhá. Nói chung là toàn những cái sản phẩm, toàn những cái ưu điểm của nó thôi. Đấy, ưu điểm thôi. Nói chung là nó khắc phục từ những cái sản phẩm đời cũ, nó cho ra những cái dòng sản phẩm sạc điện tử, sạc điện tử nhà rất là hay luôn. Đấy, thì em báo giá luôn nhá. Lên mã em sẽ cái con sản phẩm là cái con sạc 12V và con sạc 24V. Đấy, con sạc 12V hiện tại em đang có giá là đi 12V hiện tại đang có giá là đi 190.000 nhá, 190.000. 190k này. 190k thì các bác cứ lên mã em sẽ cái bộ sạc 12V của Foxua. Đấy, điện áp từ 4W cho đến 100W thì là 190.000. Còn cái con này thì hiện tại em đang giảm giá này. Con này bữa trước đang bán là 350.000. Hôm nay em giảm luôn bác, giá chỉ còn có 280.000 thôi. 280.000 nhá, 280.000 cho một con sạc 24V này. Đấy, con sạc 24V thì là 280, còn nếu con sạc 12V thì là 190 nhá. Đấy, nó chênh nhau 100.000. Cái này thì các bác sạc cho những dạng bình to hơn. Đấy, ví dụ như bình ô tô, những cái bình to, bình 24V thì các bác dùng cái con này. Còn nếu là sạc dạng xe máy thì biết nhỏ nhỏ thôi thì các bác sạc cho em cái con 12V này được này. Đấy, ok luôn nhá. Đấy. Hàng hãng, hàng của Foxua nên là có ai dùng yên tâm. Đấy, có lỗi lầm các thứ gì các bác cứ liên hệ bên em sẽ đổi trả bảo hành cho bác nhá, nên rất ok. Đấy, nói chung cực kỳ xịn luôn, toàn những cái sản phẩm chức năng ưu việt thôi. Đấy,
tự ngắt này, rồi là chống ngược cực này, khử sun phát, khôi phục bình, toàn những chức năng ưu điểm nhá, dùng rất thích luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái mỏ hàn tự động này. Lấy bác xem cái mỏ hàn tự động, cái con này mỏ hàn tự động nó sẽ ra thiết nhá, dùng rất hay luôn. Con này công suất của nó sẽ là 150W này. Đấy, dòng mỏ hàn của Nhật nhá, made in Japan, cực kỳ xịn, chất lượng luôn. Sử dụng nguồn 220 nhá, hàng Nhật xuất nên sử dụng nguồn 220. Đây. Đấy, made in Japan rất ok. Sử dụng nguồn 220 và cái công suất của nó sẽ là 150W nhá. Đấy thì bác nào mà hay hàn hay run tay ấy, thì bác mua ngay cho em mấy con sản phẩm về. Cái con này là các bác không cần phải cầm thiếc, mỗi lần các bác cầm cái gì dí thiếc là các bác hay bị tay run ấy, là hay bị bong mũi hàn. Đấy, các bác mua cho em con này về thì khi mà mua về thì các bác cho cái thiếc này vào này, đây này. Đấy, ví dụ em lấy một cái cuộn thiếc làm mẫu cho bác này. Đấy thì các bác kéo vuốt cho em cái dây thiếc cho nó thẳng đi. Đấy, sau đó là các bác cho vào cái lỗ này. Đấy thì một tay đồng thời là các bác tay vào tay ấn vào đây, các bác ấn vào đây nhá, và bắt đầu một tay đồng thời các bác xỏ cho em cái dây thiếc vào đây. Đấy, đồng thời xỏ cái dây thiếc đây. Đấy thì thiếc nó sẽ ra đầu này nhá. Khi mà xỏ xong thì thiếc sẽ ra đầu này. Và khi mà các bác hàn lên đâu thì các bác sẽ bấm treo lên đấy nhá. Đấy, hàn lên đâu mà thiếc nó hết lên đâu thì các bác sẽ bấm cái nút công tắc này. Đấy thì thiếc nó sẽ nhà ra từ từ. Đấy thì các bác sẽ cứ đến đâu là các bác mình sẽ hàn đấy. Đấy thì thiếc nó tự chủ động là nó sẽ ra lỗ này luôn, rất là ok. Đấy, các bác không cần phải cầm thiếc, nhưng mà khi mà con này nó thiết kế là nó đã thiếc nó sẽ đùn ra từ đây rồi. Đấy thì các bác cứ thế đấy, các bác ấy nó sẽ đùn ra thôi. Đấy, và nó có công tắc nguồn đấy nhá, công tắc nguồn thì lúc nào dùng nó các bật lên, không dùng thì mình tắt đi, có thế thôi, rất ok. Đấy, đây là phần dây nguồn này. Đấy, nguồn 220 cắm trực tiếp nguồn 220 là sao thôi. Đấy, công suất 150W là các bác dùng khá là khỏe luôn ấy, khỏe cực kỳ luôn đấy, nóng rất là nhanh và rất ok luôn. Hàng made in Japan nhá, lên mã em sẽ cảm phẩm cái cây mỏ hàn thiếc, mỏ hàn tự động nhá. Cái lên mã em sẽ là cái mỏ hàn thiếc tự động. Đấy, mỏ hàn thiếc tự động bên em đang bán một cây mỏ hàn thiếc tự động này với giá là đi 130.000 nhá, 130.000 mỏ hàn tự động này, mỏ hàn tự động 130k một cây nhá, 130.000 một cây mỏ hàn tự động của Nhật, rất xịn nha. Đấy, về các bác chỉ việc luồn thiếc và sau đó cũng bấm là thiếc ra đi trên quay, còn lại thì cái phần này các bác cắm nguồn 220 bật công tắc lên là xài thôi. Đấy, nóng rất là nhanh. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái cây cà lê vặn ống này. Đây bác sẽ cái cây cà lê vặn ống nhá, cái cây này về các bác dùng để vặn ống nước thứ rất ok. Đấy, những cái ống nước ở nó ở trong gầm ấy nhá, trong gầm ấy nó rất là khó lách được những con cà lê bình thường vào, thì các bác mua ngay cho em mấy con này về. Đây này, đấy, nó có những cái khuôn hình con ốc này, 21 27 thứ là các bác vặn ok. Đấy, và nó có chỉnh các cỡ thứ này ở đây là ok luôn. Đấy, về các bác luồn vào cái phần chậu rửa bát thứ là những cái chỗ mà ngóc ngách các bác không thể vặn được thì bác cho ngay cái con này vào các bác vặn này. Đấy, nó gồm rất nhiều những cái mẫu kiểu là khuôn khác nhau để nó khớp với lại cái chậu, những cái con ốc ở ví dụ như là chậu rửa bát, bồn rửa mặt các thứ, là những cái chỗ ở gầm các bác khó tiếp cận thì các bác dùng cho em con này. Đây, nó có cả cái ly ly vô này, đấy, ly vô đánh thăng bằng này, ok luôn. Về các bác dùng dòng này rất hay. Đấy, cà lê vặn ống nhá, lên mã em sẽ cái cà lê vặn ống, bên em đang gửi bác một cái bộ cà lê vặn ống nha, với giá sẽ là đi 100.000 một cái nhá, 100k một cái cây cà lê vặn ống nha. Đấy, một bộ của nó là 100k. Đấy, hàng bãi dùng cực kỳ xịn luôn, 100k nhá, 100k. Lên mã em sẽ cái cây cà lê vặn ống nhá, 100k cây cà lê vặn ống màu đỏ đỏ. Đây, các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này, dùng rất hay luôn. Đây, đồ nghề trong nhà lại chẳng có cái lò vừa thì có lẽ đây là một dụng cụ mà bạn đang cần, một chiếc cà lê đa năng vặn dây nước. Nó được sinh ra để vặn các con ốc khó tiếp cận như dưới bồn rửa, các con ốc trong nhà vệ sinh, nhà tắm mà không lo bị xoắn đứt dây. Đó là cái lọ tinh dầu khách sạn này, lên mã em sẽ cái lọ tinh dầu khách sạn nhá. Hàng này của hàng của khách sạn Thanh Lý nhá, Hotel Seri này. Đấy, rất thơm luôn, cực kỳ thơm nhá. Về đấy bác mình để trong phòng trong nhà, đấy, tạo mùi thơm hương thơm cũng như là decor nhìn rất là đẹp luôn. Đây, hàng nguyên hộp nha. Đấy, thì sẽ gồm có là một cái lọ tinh dầu này. Đấy, đi kèm là những cái que, những cái que để các bác trang trí decor lên nhìn rất là đẹp. Đây nha, đây những cái que này và một lọ tinh dầu rất là nhiều luôn. Đó, màu đen luôn nhá, màu đen. Đây, Hotel Seri này. Cái này thì chắc là nhiều bác đi khách sạn nhà hàng các bác hay nhìn thấy cái lọ nước hoa này, rất là thơm luôn. Đấy, và một cái dây đeo. Đấy, thì về các bác đeo cái dây này vào này, sau đó các bác cắm những cái que này vào và những cái que này nó ngấm dần tinh dầu lên thì nó sẽ tự động nó bay lên nhá, nó bay mùi tinh dầu lên rất là thơm. Đó. À, đây thì khi mà các bác cắm vào nhìn nó sẽ như này nhá. Đấy, nó sẽ có những cái que nó chồng lên nhìn nó vừa đẹp quá nhá, vừa đẹp cũng như là trang trí mà tạo được mùi thơm. Đấy, mùi thơm nó bay ra từ từ thăng thoảng rất là thơm luôn. Mùi thơm thăng thoảng nhẹ nhàng nhá. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra mùi thơm thoải mái nhá. Giá bên em đang bán bình dân thôi, 20k nhá, 20k cho một cái hộp
tinh dầu khách sạn nha. Đấy, tinh dầu khách sạn lên mã cho em giúp em sẽ là sản phẩm tinh dầu đen cũng được. Đấy, tinh dầu đen hoặc tinh dầu khách sạn là được. Tinh dầu khách sạn này đang gửi bác là 20k nhá. 20k một cái lọ tinh dầu khách sạn nhá. 20k một lọ. Đấy, tinh dầu khách sạn hoặc là tinh dầu đen. Hàng thanh lý khách sạn nhá, hotel CD, hàng mới keng vẫn còn nguyên đai nguyên quyển nguyên hộp luôn. Đấy, rất ok nhá, mùi rất là thơm. Đấy, mình về mình để thơm phòng thơm nhà. Các bác cần chỗ nào thơm thì các bác để cái lọ này vào xem, rất là thơm luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng đó là cái quyển sách nói song ngữ cho trẻ em này. Đấy, các bác mua cái quyển sách này về rất là hay. Đấy, quyển sách nói song ngữ dành cho trẻ em nhá. Một cái quyển cực kỳ là thông minh và rất là hữu ích luôn. Các bác mua về cho cháu mình học tập này. Đấy, cái này thì bảng nhận phát triển trí tuệ con trẻ là trợ thủ tuyệt vời cho con này. Đấy, minh họa sinh động này, hứng thú này. Đấy, sản phẩm từ kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm nhá, hướng dẫn tuyệt vời giúp bạn nhập môn nhanh chóng này. Muốn học ở đâu thì bấm vô đó. Đấy. Bảng nhận biết chữ cái song ngữ này, kiến thức toán học này, từ ngữ thông dụng thực phẩm này, nhận biết màu sắc và hình học này, thế giới động vật và phương tiện giao thông. Qua việc bấm nút ở mỗi trang có thể thưởng thức nội dung của bất kỳ trang đó với chủ đề phong phú bằng chữ cái và hình dạng màu sắc thế giới động vật, hoa củ quả phương tiện giao thông, nhu yếu phẩm, nhân vật, tất cả đều có chủ đề song ngữ. Đấy, cả tiếng Anh và cả tiếng Việt nhá, rất ok, giúp bé học ngoại ngữ một cách tốt nhất này. Đấy, qua việc bấm chọn nút ngôn ngữ có thể biết hàm nghĩa trong hai loại ngôn ngữ của hơn 300 nội dung. Đó, cái này thì nói chung là một cái quyển sách vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh thôi nhá, và gồm rất nhiều nội dung xoay quanh đời sống, cuộc sống của chúng ta nhá. Đấy, dành cho các bé như mình. Đấy, sản phẩm thì đây. Về đây các bác sử dụng thì các bác mở cái phần nắp này ra này. Đấy, các bác mua cho em 3 viên pin nhá. Hàng này thì bên em bán nó không có kèm pin đâu. Về thì các bác tự mua pin các bác lắp vô. Đấy, thì khi mà các bác mua về thì các bác lắp cho em 3 viên pin vô đây. Đấy, lắp 3 viên pin vô đây. Sau đó là các bác mở sách ra, các nhá, mở sách ra. Đấy, thì nó sẽ gồm có rất nhiều nội dung khác nhau này. Đấy, từ phiên âm tiếng Việt này, rồi là có phiên âm tiếng Anh các thứ này, đầy đủ bác luôn. Đấy, nhu yếu phẩm này, rồi là trái cây này, đấy, nhân vật này, toàn bộ là đều được minh họa bằng hình ảnh cũng như là âm thanh rất là chân thực nhau nhá, rất là chân thực luôn. Đấy, để các bé nhà mình sử dụng để học tập này. Đấy, rồi là tránh xa điện thoại tivi thứ ra. Đấy, có cháu mình tập trung học tập nhá. Đấy, đi về các bác sử dụng thì cũng bấm cái nút nguồn này. Đấy, bấm nút nguồn. Đấy. Đấy, thì về đầu tiên bắt đầu là các bác nhìn ấy, nó sẽ có hai nút nguồn nhá. Có nút nguồn màu xanh thì sẽ là cái nút nguồn để mở nguồn sách này, các bấm nút nguồn màu xanh là đầu tiên khi mà các bác mở sách ra thì sẽ bấm cho em vào cái nút nguồn màu xanh. Bé ơi, chào bé, hãy thử nhấn nút nhé. Đấy, thì nó sẽ có một cái loa phát âm thanh và tiếp theo thì là một cái nút nguồn bên cạnh, đó là cái nút của từng trang một nhá. Đấy, ví dụ như là các bác muốn sử dụng cái trang này thì các bác bấm vào đây cho em. Đấy, thì bắt đầu là các bác sẽ sử dụng được cái trang này nhá. Ví dụ như E này. E, quả me. Đó, rồi. I, con chim. Đó, thấy không? Nó sẽ có... Các bác bấm vào cái nội dung nào thì nó sẽ nói lên cái nội dung đấy nhá. Cũng như là có hình ảnh minh họa thực tế đầy đủ luôn. Đấy, và ví dụ sang trang tiếp theo nhá. Thì các bác muốn sử dụng cái trang tiếp theo thì các bác ấn vào cái nút màu cam cho em này. Đấy, thì bắt đầu là các bác mới sử dụng được trang tiếp theo. Còn ví dụ như là các bác muốn sang một trang tiếp theo nữa. Quạt điện. Sang một trang tiếp theo nữa thì các bác lại phải bấm một nút màu cam này. Đó. Đấy, tức là các bác cứ sang một trang mà các bác muốn chuyển nội dung mà sang một trang mới thì các bác phải bấm một nút màu cam cho em. Đấy, còn mặc định cái nút màu xanh thì nút nguồn của cái quyển sách ngồi thì các bác bấm một lần cho em là ok. Đấy, và nó sẽ gồm có đầy đủ. Khi mà các bác bấm một nội dung nào thì nó sẽ tự động là ra nội dung đấy các bác nhá. Đấy, cái này em chưa bật cái trang này thì bây giờ các bác phải bật lên. Đây. Họa sĩ. Đó. Giáo viên. Đó, đây. Nhà khoa học. Bác sĩ. Đó, đây không? Rất ok nhá, đầy đủ luôn. Để về các cháu nhà mình học tập thì cứ về các bác sử dụng một vài lần là các bác quen thôi. Giá nó rất là bình dân, hạt rẻ. Lên mã giúp em sẽ là quyển sách nói nhá. Đấy, quyển sách nói song ngữ dành cho các bé nhà mình. Giá thì em báo giá luôn. Giá tại em đang bán sẽ là 110k nhá, 110k. Đấy, sách nói song ngữ nhá. 110k cho một cái quyển sách nói song ngữ này, chỉ có 110.000 thôi. Đấy, đi về các bác mua cho em 3 viên pin đấy. Các bác lắp vào mặt đằng sau. Đấy, sau đó các bác dở ra và các bác bấm nút đúng như em hướng dẫn em vừa quay nhá. Đấy là các bác cho các cháu nhà mình học. Đấy, rất ok luôn. Đấy. Đầy đủ hình màu sắc này, hình ảnh này. Đấy, rồi là âm thanh rất là chân thực luôn để về các cháu nhà mình học tập sử dụng rất là sáng tạo nhá. Đấy, tiếp thu kiến thức một cách rất là tốt, tránh xa điện thoại tivi. Nói chung là một cái sản phẩm rất là bổ ích cho các bé nhà mình nhá.
Sản phẩm tiếp theo thì em lên mã xả kho luôn bác, mã hàng đó là cái con máy xay mini này. Đấy, máy xay rớt các bác mua về. Đấy, chuẩn bị mình Tết nhất này đến nơi rồi. Đấy, các bác mua cái con này về rất là hay luôn. Các bác dùng để xay tỏi, xay ớt, xay hành. Đấy, xay gia vị, gia giảm cho mình. Xay rau củ quả ok luôn nhá. Con này cực kỳ sắc bén và xay rất là hay. Cái sản phẩm này là cái con máy xay nó chạy bằng pin luôn ạ. Đấy, nó không cần dây dọ gì hàng nhằng. Đấy, và các bác khi mà hết pin thì các bác phải cắm sạc hoặc là các bác xài thôi. Đấy, cái hay của sản phẩm này nó không cần dây dọ gì hàng nhằng ạ. Đó, rất là hay luôn. Đây, một con sản phẩm này nguyên hộp này, mới keng luôn nhá. Nó sẽ gồm có là một cái phần củ xay này. Đấy, đây là cái nút nguồn nhá. Bấm vào đây là máy chạy này, máy chạy cực kỳ khỏe luôn. Đấy, và bên dưới thì là một cái phần nắp đậy này. Rồi là lưỡi dao nhá. Lưỡi của nó sẽ là ba lưỡi nhá, nên là xay rất là đều và cực kỳ nhuyễn. Lưỡi thì bao sắc bao sáng luôn. Các bác mua về xay rau củ xay rau củ quả này, xay hành tỏi rồi các thứ rất là nhuyễn. Đấy, mình ví dụ như mình làm tí nem nước, mình pha tí nước chấm, đấy cho tí hành, tí tỏi, tí ớt vào đây, xay cực kỳ nhuyễn luôn. Đấy, và cái sản phẩm này thì nó có pin sẵn tích ở trong này rồi nhá. Đấy, thì các bác về là chỉ việc dùng thôi, còn khi mà hết pin thì về đây đi kèm nó sẽ có một cái cọng dây cáp sạc, các bác cắm vô đây. Đấy, cắm vô cái phần chân cắm của nó này. Đấy, cắm vào đây, sau đó là các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, hoặc là có cái nguồn 5V 2A mà chân USB là các bác cắm vô là các bác có thể sạc được cho cái máy này rồi. Đấy, sạc một lần nhưng mà được dùng được rất là nhiều lần nhá, rất là hay luôn. Đó. Thì em báo giá luôn. Nay em lên mã sẽ xả kho cái mã sản phẩm luôn nhá. Đấy, bữa trước thì em đang bán cái con máy xay mini, máy xay tỏi ớt nha. Với giá thì sẽ là 100k, nay em giảm luôn bác, giá thì còn có 70k thôi. Lên mã em sẽ có con máy xay mini. Đấy, máy xay mini xay tỏi ớt luôn nhá. Đấy, giá bữa trước đang bán là 100k, nay về bác mức giá rất dễ mua luôn. Giá chỉ còn có là đi 70.000 thôi, 70k. Đấy, vào việc chốt nhanh luôn, rất là hay. Đây cho bác coi cái video thực tế về sản phẩm này, dùng cực kỳ ok luôn, xay rất nhuyễn đây. Các bác cùng coi sản phẩm này. Ok, bây giờ thử xay tỏi với cái máy này nha. Khá là nhuyễn nha. Cái này mà bằng tay chắc cũng phải 5 phút mới được như vậy á. Và chiếc máy này xay rất nhuyễn nha. Xay hành cũng rất là ok nha, cực kỳ đơn giản. Để test độ mạnh của máy này thì mình sẽ xay cà rốt cho các bạn xem. Xay cà rốt nha, xay luôn cà rốt miếng rất to. Nhìn xem 100 cành nè, đáng tiền chưa? Máy xay mini này thì chỉ có 4 phần đơn giản. Phần máy chỉ với một nút bấm, nắp đậy và một cái cối nhựa và một cái lưỡi dao 3 tầng cực kỳ bén luôn nha. Tiện hơn nữa là cái máy cầm tay này nè, sạc một lần thì xay tỏi ớt cả chục lần chưa hết pin nữa. Thiết kế của máy này đơn giản nhưng mà rất là tiện lợi nha. Các bạn cần vệ sinh thì chỉ cần gỡ cái máy ra và chỉ cần vệ sinh cái phần nắp này và vệ sinh lưỡi dao cũng như là cái phần cối bên dưới là xong. Về độ bền thì chiếc máy này mình mới dùng chưa lâu cho nên mình chưa kết luận được, nhưng mà với 100k mà chiếc máy nó xay hiệu quả như thế này thì rất đáng để thử nha các bạn. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, xay hành, xay tỏi, xay ớt, xay cà rốt rất là cứng đấy, nó vẫn có thể xay được ngon lành luôn nhá các bác nhá. Một con máy rất là hay. Đấy, giá thì bình dân nó chỉ có 70.000 thôi. Mình mua về mình dùng rất là tiện. Đấy, đôi lúc các bác không cần phải lôi thớt đôi thiếc ra băm chặt ra cho nó mất công. Tháo đây cái mình xay rất là nhuyễn. Đấy, ra là mình sử dụng mình xài luôn. 70k nhá, đang xả kho bán nhanh luôn. Máy xay mini luôn nhá. Theo thì cũng lên mã xả kho luôn. Đó là cái lô đũa Hàn Quốc này. Lên mã cho cái sản phẩm là cái lô đũa Hàn Quốc nhá. Đấy, hàng của Korea Design này. Đấy, rất xịn sò luôn. Một cái vỉ đũa Hàn Quốc này sẽ gồm có cho bác là 10 đôi. Đấy, phần đầu nó được mạ vàng rất đẹp luôn. Đấy. Cái đũa này em nghĩ chắc là nhiều bác nhìn cái đũa này rất là quen. Vì cái đũa này em bán cho những cái đội nhà hàng, dù là quán phở, quán ăn cực kỳ nhiều. Đấy, là các bác biết là người ta dùng nó rất ok nên người ta mới mua để người ta về người ta cho quán ăn rất là nhiều luôn. Đũa thì cực kỳ đẹp nhá. Đấy, phần đầu đũa thì có phần chống trơn trượt này. Đấy, các bác sử dụng rất ok luôn. Đấy. À, một vỉ này thì là 10 đôi nhá, một vỉ 10 đôi mạ vàng. Đấy, dòng đũa của Hàn Quốc. Đấy, em báo giá luôn. Lên mã thì em sẽ là cái vỉ đũa 10 đôi Hàn Quốc nhá. Đấy, vỉ đũa Hàn Quốc này. Đấy, vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi. Giá thì bữa trước đang bán cho bác là 50.000. Hôm nay em xả luôn với bác, giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Xả luôn bác, giá chỉ còn có là đi 20.000 cho một cái vỉ đũa Hàn Quốc này. Đấy, bao giá thị trường luôn nhá, bao giá thị trường luôn. 20k một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi nhá, chỉ có 20.000 thôi. Đấy, các bác đi cả cái YouTube này không bao giờ nó bán rẻ như em luôn. Giá rất hạt rẻ nhá, để các bác dễ mua. Đấy, sắm Tết nhất về. Chất liệu đũa này thì là bằng sợi thủy tinh nhá. Đấy, chất liệu đũa là bằng sợi thủy tinh, không lo nó bị nấm mốc, không lo bị cong vênh nhá. Bác dùng rất là sạch sẽ, an toàn ok luôn. Đũa thì cầm rất là dễ cầm. Đấy, đũa rất là dễ cầm. Đến đầu đũa chống trượt này, nhiều bác hỏi em là đũa này có trơn không thì cam kết các bác là các bác cứ ngắm miếng thịt đùi là các bác gắp trúng miếng thịt đùi luôn. Đấy, không trượt phát nào nhá, không trượt phát nào. Đó. Một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi, giá đang xả kho cho bác chỉ còn có 20k một vỉ nhá. 20k một vỉ nhá, 20k một vỉ em xả kho sập sàn. Đấy, xả kho chia cho bác luôn.
Sản phẩm tiếp theo thì cũng là một cái sản phẩm nhà bếp, đó là cái cây kéo bếp vàng, cũng lên mã xả kho luôn đấy bác nhau nhá. Đấy, về các bác sử dụng nhà bếp này. Đấy, dòng kéo bếp vàng của Nhật nhá, hàng nội địa Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Con này về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả sử dụng nhà bếp cho em rất ok. Đấy. Chất thép của nó sẽ là chất thép XK5. Đấy, dòng thép không gỉ nhá, không gỉ và cực kỳ sắc bén luôn. Đấy. Kéo thương hiệu Asaka Japan, rất xịn sò ngon lành nha. Kéo thì bao sắc bác luôn, cắt cực kỳ ngọt ngào. Đây. Em lấy cái giấy bóng em cắt cho bác coi này. Đấy, coi thấy không? Giấy bóng nhưng mà nó cắt rất là ngọt nhá. Đấy. Phải kéo nó phải rất là sắc thì nó mới cắt được ngọt này, chứ còn bình thường những cái giấy bóng này rất là khó cắt nhá. Kéo mà không sắc là nó nhai kéo ngay, nhưng con này à nó nhai cái giấy bóng ngay. Nhưng mà cắt rất là ngọt luôn này. Thấy không? Cắt quá ok. Đấy. Một chiếc kéo bếp vàng cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy. Ok. Con này thì các bác sử dụng nhà bếp cho em thì đúng là đúng bài chấm hết luôn. Nhưng em đã đang dùng con này khoảng tầm 2 năm nay rồi, em thấy rất là chất lượng luôn. 2 năm nay nhưng mà cũng không hề hấn gì nhá, cực kỳ chắc chắn, không có vấn đề dấu hiệu về bảo là bị xuống cấp hay là bị hỏng hay là nó bị long chuôi long cán gì nhá. Đây này, chuôi cán cái thứ nó đinh vít cái thứ, đinh tán nó làm cố định rất chắc chắn, nói chung hàng Nhật nó làm rất là chuẩn luôn các nhá. Đó, dòng kéo bếp vàng hàng nội địa Nhật. Đấy, em hôm nay em xả kho, cũng xả kho mã luôn. Bữa trước cũng đang bán bác là 50k. Hôm nay em về cho bác một mức giá rất dễ mua luôn, chỉ còn có 30.000 một cây thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo bếp vàng nha. Kéo bếp vàng đang xả kho bán nhanh bác luôn. Giá chỉ còn có 30.000 một cây kéo bếp vàng nha. 30.000 một cây thôi nhá. Đấy, xả kho bán nhanh luôn. Giá rất dễ mua. Vừa test kéo cho bác xem rồi. Các bác cũng cứ nhận hàng các bác kiểm tra. Đấy, test kéo cho em thoải mái luôn, cắt kiếc cho em thoải mái, rất ok luôn. Cầm một con kéo 30.000 nhưng mà rất là chắc chắn nhá. Đấy, nói chung là nó quá tốt so với giá tiền luôn. 30k một chiếc kéo bếp vàng nha. Đấy, chốt nhanh nhá. Giá rất tốt mà sản phẩm dùng rất ok. Tiếp theo thì ở đây em còn một ít cái cây dao vàng này. Cái cây này thì về chuyên cho bác dùng gọt hoa quả thứ nhá, dùng rất ok. Đấy. Con này thì em cũng còn một số lượng ít thôi. Đấy, em cũng lên mã xả kho cái dịp cuối năm này cho nó hết đi. Đấy, thì đây. Một cái cây dao dao các bác cứ lên mã em sẽ được cái dao vàng nhá. Đấy, dao vàng, cây dao vàng. Đó, con này thì cũng hàng nội địa Nhật này, cực kỳ xịn sò. Lưỡi thì siêu sắc luôn. Đấy, con này thì bên Nhật người ta hay dùng để người ta cắt hoa quả rồi. Đấy, rồi là người ta cắt hoa quả, cắt ở như kiểu là người ta làm ở vườn nhá. Người ta làm vườn, người ta kiểu là cắt cành, cắt quả thứ đó rất ok luôn. Đấy, con này thì em cũng đang dùng một con, nhưng mà em không biết là nó bằng thép gì, nhưng mà em dùng là không bị gỉ. Đấy, hay của sản phẩm nó không bị gỉ, rất là hay luôn. Mà cái chất thép của nó cực kỳ sắc nhá. Đấy, các bác dùng, các bác nếu mà hơi nhụt chút các bác liếc qua em lượt cái là lại lôi và lại dùng cực kỳ ngon luôn. Cái chất thép của nó sắc cực kỳ sắc mà nó sắc rất là lâu. Các bác nhìn cái thép của nó này. Đấy, thép của nó này nhìn nó rất là ok luôn. Thép nó nhìn rất là đầm thép này. Đấy. Chắc thép mà rất là sắc luôn. Đấy, rất ok luôn nhá. Hàng con này thì mua về các bác chuyên dùng thì các bác gọt hoa quả cho em thì chấm hết luôn. À, phần lưỡi của nó dài khoảng tầm 20 tổng chiều dài con này rơi khoảng tầm là 20 cm thôi. Đấy, rất là nhỏ gọn, dễ cầm. Đấy, 20 cm. À, lên mã em sẽ được cái con dao vàng nhá. Đấy, dao vàng. Về các bác sử dụng, mình sử dụng nhiều việc nhá, nhỏ gọn tiện lợi và rất là sắc bén nhá. Dao vàng, cứ lên mã em sẽ là cái con dao vàng. Đó thì em còn một ít nữa thì em cũng lên mã xả kho thanh lý dịp cuối năm này. Lên mã em sẽ cái cây dao vàng nhá, cây dao vàng. Đấy, bữa trước đang bán là đi 60.000, em còn ít nữa xả kho thanh lý luôn. Chỉ có 20.000 một cây thôi. 20k một cái cây dao vàng nha. Đấy, 20k một cây dao vàng rất sắc bén nhá. Đấy, hàng bao dùng bao xài. Và cái hai cái sản phẩm này là cái lưỡi của nó không bị gỉ ạ. Lưỡi của nó không bị gỉ. Đấy, 20k nhá. Lên mã anh em sẽ được cây dao vàng 20k một cây. Cho bác mã hàng đó là cái bộ bấm bóng đức, bộ này là bộ M3 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bấm bóng đức M3. Đấy. Hàng nguyên hộp này, cực kỳ xịn sò ngon lành nhá. Hàng này của thương hiệu Willing thôi nhá. Willing cực kỳ ngon lành luôn. Đấy, giá thì rất là tốt luôn. Đấy, hôm nay em sẽ lên mã xả kho cái mã này luôn. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bấm móng đức M3. Đấy, M3. Bộ này thì bữa trước đang bán là 150.000, hôm nay em về cho bác mức giá rất dễ mua luôn. Đấy, giá chỉ còn có là đi 100.000 một bộ nhá. 100k một cái bộ bấm móng đức M3 này. 100k một bộ thôi. Đấy, hàng của Willing cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, thương hiệu Willing. Đó thì một cái bộ sản phẩm thì nguyên hộp nha. Đấy, bên trong sẽ là một cái hộp nhôm nữa nhá. Sẽ là một cái hộp nhôm. Đấy, có chữ Willing rất xịn sò, hàng của Đức nhá. Đấy, thì bên trong nữa thì nó sẽ gồm có cho bác là ba cái bấm móng nhá, ba cái bấm móng này. Đấy, ba cái bấm móng. Đó, rất đẹp luôn, chất lượng. Đấy, ba bấm móng này. Nó sẽ có là một cái là to nhất này, một cái to nhất. Đấy, một cái to nhất này. Một cái là vừa vừa. Đấy, một cái nhỏ nhỏ vừa vừa và một cái bấm móng là cái bấm móng khéo nhá. Đấy, các bác hay bấm những cái khóe móng chân móng tay thì các bác dùng cái con chéo chéo nha. Cái lưỡi của nó là lưỡi chéo này. Hàng này thì bao sắc bao xài bác luôn.
lưỡi cực kỳ sắc bén nhá. Đấy, thiết kế cực đẹp đấy, logo Willing trên thân của sản phẩm này. Đấy, cắt rất ok luôn, có cả cái phần rũa mài luôn này. Đấy, về góc bóc cái này phần này ra là nó sẽ lộ ra cái rũa mài để các góc mài nhá. Mình cắt xong mình mài cho nó đỡ bị sắc cái phần móng ấy, nó cắt hay bị sắc mà các bác mài cho nó cùn nó đẹp đi, rất ok luôn. Đấy, thiết kế cực kỳ là chắc chắn các nhá. Đấy, cầm một chiếc móng chắc chắn cực kỳ luôn, cầm nó nặng trịch luôn. Đấy. Thì một bộ này sẽ gồm có là ba móng, hàng của Willing của Đức nhá. Đấy, nguyên hộp luôn. Các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em nha. Đấy, đi em báo giá luôn. Lên mã cho em sẽ là cái bộ bấm móng Đức M3. Đấy, sẽ gồm có là ba móng nhá. Bộ bấm móng Đức M3 này. Đấy, M3. Bộ này hiện tại em đang giảm giá, xả kho chỉ còn có 100 ngàn một bộ thôi. Đấy, 100k. Đấy, các bác nhanh tay chốt nhanh luôn, số lượng có hạn nhá. 100 ngàn một bộ bấm móng Đức M3 nha. Rất xịn sò, mua về bấm móng tay cả gia đình nhà mình xài luôn. Rồi mã hàng xả kho tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái kệ máy giặt tủ lạnh này. Đấy, cái kệ này để về các bác kê cho máy giặt, kê cho tủ lạnh. Đấy, máy giặt của bác các bác hay để dưới đất này hay bị ẩm ướt cái thứ này. Đấy, rồi là tủ lạnh biết rồi. Thì các bác mua cho ngay cho em cái kệ máy giặt tủ lạnh về mình kê nó lên nhá. Đấy, con này thì nó có thể điều chỉnh được kích thước to nhỏ tùy theo nhu cầu và cái kích thước của cái máy giặt của hoặc là cái tủ lạnh của nhà các bác nhá. Nên là các bác yên tâm. Đấy, thì khi mà thu vào thì nhỏ nhất của nó sẽ được là 48 cm nhá, và khi mà cho to nhất ra thì nó sẽ được là cho hết cỡ tối đa ra thì sẽ được là 60 cm nhá các bác nhá, 60 cm. Đấy, nó nói chung là nó cho ra thu vào hầu như là những cái kích cỡ phổ thông nhất hiện nay cho những cái loại máy giặt này. Đấy, cửa đứng cửa ngang các thứ đều được luôn, và cũng như là tủ lạnh luôn nhá. Đấy, con này thì hàng của Việt Nam nhé, hàng của cơ khí điện tử AT này. Đấy, kệ chân kệ máy giặt tủ lạnh đa năng. Đấy, sản phẩm thanh inox đế nhựa nhá, chống rung lắc này. Đấy, lắp cho máy giặt từ 5 6 7 8 9 10 cho đến 12 cân. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao rất là xịn luôn. Hàng của nó nguyên hộp như này thì bên em sẽ khi mà gửi thì sẽ đóng gói và tháo rời cho bác đi, thì về các bác lắp đặt vào đúng như trên hình các bác đang coi đây. Đấy, lắp đặt vào đúng trên hình các bác đang coi. Và đây sản phẩm em đã lắp đặt sẵn một bộ để làm mẫu cho bác coi này. Đấy, thì nó sẽ gồm có là 4 cái thanh inox này. Đấy, 4 thanh inox và 4 cái chân đế. Đấy, 4 chân đế và những cái chân đế đều có đệm cao su các thứ này. Đấy, và ở cái phần những cái phần thanh các bác cho ra cho vào thì nó đều có khóa hãm ấy các bác nhá. Khóa hãm để các bác tinh chỉnh, đấy, tùy chỉnh cái phần kích thước của cái kệ máy giặt của bác nhá. Và toàn bộ cái thanh này của nó sẽ là thanh inox 100% nhá. Đấy, thanh inox 100% luôn. Nên là các bác dùng rất là bền. Đấy, các bác kê những cái con máy giặt tủ lạnh nhà mình lên, nó không bị ẩm ướt, không bị nước nôi. Đấy, nó tăng tuổi thọ cũng như là nó không bị gì xét chân này. Đấy, rồi là nó bị ẩm ướt dẫn đến là hỏng mạch, hỏng miếc các thứ, hỏng máy giặt các thứ. Nói chung là đầu tư cho em một cái bộ này nó không bị lãng phí đâu ạ, nó rất là tốt luôn. Đấy, nói chung là mỗi nhà nên có một hai chiếc này mình để kê lên cho máy giặt tủ lạnh, rất là hợp lý luôn. Đấy, vừa bảo vệ máy giặt tủ lạnh không bị ẩm ướt, không bị hỏng này, rồi là không bị mối mọt chân các thứ nhá, rất hay luôn. Đấy, kệ máy giặt tủ lạnh nhá, hôm nay em xả kho cái mã này luôn đó. Thì bữa trước bên em đang bán là 150 ngàn, em về bác một cái mức giá rất dễ mua luôn, 150k em giảm luôn cho bác, giá chỉ còn có 80.000 thôi. Đấy, 80k cho một chiếc kệ máy giặt tủ lạnh này, chỉ có 80.000, rất là hay. Đấy, thì khi mà các bác cho tối các bác cho kích thước tối đa rộng hết cỡ ra thì của nó sẽ được là 60 cm. Đấy, 60 phân luôn nhá, và cho các bác thu cho nhỏ lại thì sẽ được là 48 cm nhá. Đấy, 48 cm. Đấy, thì trên hình các bác đang coi đây. Đấy, đây là cái phần mặt sau của nó này. Đấy, phần mặt sau của nó đây nhá, thì nó sẽ gồm có những con ốc hãm nhỉ. Đấy, thì con này tinh chỉnh nhá, thì các bác rút ra các bác kéo vào. Đấy, thì các bác cố định nó ở đoạn nào thì mình siết chặt cái con ốc vào để cho nó chết ở cái điểm đấy nhá. Đấy, thì nó sẽ cố định nó giữ nguyên ở cái điểm đấy. Đấy, chân chiếc rất chắc chắn, ok luôn đó. Nói chung là một chiếc kệ rất ok. Bình thường là các bác ra quán xá không bao giờ có cái giá 80.000 đâu, em nói thật luôn. Bữa trước là nhà em cũng bị một phát là cái đội thợ nó vào nó lắp nó phệt cho cái giá này là 250.000 cho một cái không nhá, 250.000 một cái luôn. Đấy, ngậm ngùi. Đấy, nhưng bây giờ bán thì mới biết là cái này nó rẻ thật sự luôn, nó chỉ có 80.000 thôi, giá nó quá bình dân. Đấy, rất là hợp lý luôn các bác nhá. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn là thanh lý luôn các bác một số mã hàng về đồ nhà bếp này. Đấy, đồ nhà bếp nhá, thì các bác lên mã giúp em sẽ là cái cây chảo này, cái cây chảo, cái này là cái cây chảo đường kính 18 cm nhá. Đấy, thì em còn có vài cái nữa thì em cũng lên mã xả kho luôn với bác cái mã chảo, cái chảo 18 cm này. Đấy, thì khi mà đi kèm thì sẽ có cái phần chuôi đế thứ này để về các bác gửi lên tay các bác để về các bác lắp. Đấy, các bác đợi chút em lắp cho bác coi. Thì đây coi nhá, đấy khi mà lắp đặt là rất là ok luôn. Đấy, nó sẽ tay cầm này, đấy, phần chảo này. Chảo này thì có chống dính luôn nhá, có chống dính cả mặt trong mặt ngoài, cực kỳ xịn luôn. Đấy, thì nó sẽ
đun được bếp từ nhá. Nhiều bác hỏi là có đun bếp từ không thì đun bếp từ thoải mái. Con này thì nó dạng nhỏ nhỏ mini. Đấy về các bác rán, ví dụ rán trứng trước là ok, ốp la một vài quả trứng ở đây này. Đấy rồi mình có xào nấu rim riếc những cái món nhỏ nhỏ lặt vặt với rất ok luôn. Con này đường kính của nó là 18 cm nhá. Đường kính là 18 cm. Đấy thì hôm nay em còn vài con nữa em cũng lên mã xả kho luôn cái mã này luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái cây chảo các bác nhá. Cái cây chảo 18 cm này. Đấy, chảo 18 cm nhá. Bữa trước đang bán cho bác là 50.000, hôm nay em còn ít nữa em bán nhanh bác luôn. Giá chỉ còn có 30k thôi. 30.000 cho một cái cây chảo đường kính là 18 cm. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là chảo 18 cm. Đang xả kho còn có 30.000 một chiếc thôi. Đấy bình thường giá này nó giá quá rẻ luôn. Giá này là bên em ôm lô thanh lý hàng siêu thị nó mới có những cái mức giá này, chứ bình thường các bác mua con này best seller thì cũng phải khoảng tầm 70 cho đến 100.000, chứ không bao giờ có cái giá 30.000 luôn. Đấy, 30.000 là coi như là bán lãi tình cảm đó thôi. Đấy, có phần tay cầm rất xịn sò, ok luôn, chống dính mặt trong mặt ngoài luôn nhá. Và có thể dùng được bếp từ. Đấy, dùng được bếp từ cái thứ cho em thoải mái. Bếp từ, bếp ga thứ là các bác xài thoải mái cho em luôn. Đấy, 30k nhá. 30k cho một chiếc chảo là đường kính là 18 cm, thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là chảo 18 cm nhá. Giá đang xả kho còn có 30k thôi. Đấy, chốt nhanh. Số lượng có hạn nhau nhá, chỉ còn có một ít nữa thôi. Đấy, không còn nhiều đâu. 30.000 một chiếc thôi nhá. Tiếp theo cái mã được một cái mã lô ghế inox này rất là hay. Đấy, em nghĩ chắc là nhà bác các bác hay dùng những cái ghế này này. Nó là cái dạng ghế thấp nhá. Nó là cái dạng ghế thấp. Con này thì cái chiều cao của nó thấp thấp, nó rơi khoảng tầm là 14 cm thôi, 14-15 cm thôi. Nó thấp thấp, ví dụ như các bác hay ngồi để mình làm những cái việc công việc ở dưới đất ấy. Đấy, ví dụ như là mình hoặc là mình ngồi ăn cơm này, rồi là ngồi ngồi kiểu ngồi chém gió nói chuyện ở ở nhà mình ấy. Đấy, hàng xóm láng giềng sang hay ngồi đấy các nhá. Ngồi rất là đầm ấm luôn, rất là hay. Đấy thì con này chất liệu của nó là inox nhá, inox 100% luôn. Đấy, phần mặt này inox này, phần đế chân inox này và bốn chân nhá các nhá. Hàng của nó trên hàng bốn chân và đều được bo một lớp cao su chống trơn trượt này. Đấy, rất ok luôn. Dòng này thì em nghĩ chắc là nhà nào cũng nên sắm vài ba cái nhà mình dùng nhá. Đấy, sử dụng ở nhà nó rất là bền quá. Đấy, rất là bền. Hoặc là các bác nào ví dụ như là đi làm cỗ hay ngồi cái này này. Đấy, nhà có đám xá cỗ bàn giờ tết nhất hay ngồi này, hoặc là ví dụ về mình ngồi nấu cơm nấu nước đấy, làm cơm làm nước, nhặt rau nhặt cỏ giờ hay ngồi cái ghế này rất hay luôn. Đấy, nó thấp thấp thôi nhá, nó thấp thấp nhưng mà cái hay của sản phẩm này nó là chất liệu bằng inox. Đấy, và cái khung này của nó này, cái khung này của nó cũng bằng khung inox luôn, nó rất là chắc chắn, rất là chắc chắn. Đấy thì bên em đang bán cho bác một chiếc ghế inox, nó là dạng thấp nhá. Đấy, nó là dạng thấp thôi. Nó giá nó chỉ có 50.000 nhá, chỉ có 50.000 cho một cái chiếc ghế nha. Đấy, về cái lô ghế này hàng rất là đẹp luôn. Đấy, chắc chắn. Đây này, cho các bác coi cái ghế nhựa này. Cho các bác coi cái ghế nhựa này em đang xài này. Các bác nhìn này, ngồi là đít nó bục hết ra luôn. Chỉ một thời gian sau là đít nó bục hết ra. Đấy là các bác nguyên do sao không? Là cái phần chống này là nó không có. Nhưng mà đây này. Nó ở đây là cái phần chống này nó có này, ở cái xương giữa là nó có luôn. Đây là cái xương giữa nó sẽ trụ mà luôn. Nên là khi mà các bác ngồi nó rất là khỏe, nó không bị lõm. Đấy, nó không bị lõm cũng như là không bị vỡ nhá. Riêng cái dòng inox này các bác ngồi thì nói chung là siêu bền rồi. Đấy, không có gì vì địch được cái thằng inox này, nó quá bền luôn. Đấy, mà giá nó bình dân nó chỉ có 50.000 thôi. Ngồi rất là to nhá. Đây cái phần đường kính ghế nó rất là to. Cái này bác nào đít to mông to ngồi thoải mái cho em luôn. Đường kính của con này nó rơi vào là 25 các bác nhá, 25. 25 đây bình thường. Như con này nó có 20 này, đây con này có 20 này. Đấy, con này anh em cũng mua này nhưng mà em mua em thấy bực quá vì nó hay bị vỡ đít này. Nên là em thấy cái độ này người ta bán cái ghế này là giá nó tốt quá nên là em mua luôn, ít về em bán luôn bác. Đấy, bác nào ưng thì có thể là xúc xúc luôn. Đấy, bình thường em mua những cái ghế như này nó rơi khoảng tầm 30-40 nghìn rồi. Mà đây em bán cho bác là một cái ghế inox này là chỉ có 50.000 thôi. Thì các bác thêm vào 10.000 nữa cho em mua ngay cho em cái con inox này. Ghế inox này nó rất là bền. Đấy, quan trọng là nó bền mà nó chắc chắn. Đấy, quan trọng là bền nó chắc chắn. Mà cái phần đế của nó to nhá, đế của nó là đế 25 nhá, đế 25 luôn. Đấy, đế 25. Đấy. Ghế thấp nhá. Đấy, ghế inox thấp nhá. Cứ lên mã cho em xem cái ghế inox thấp nhá. Giá bên em đang bán mấy ghế inox thấp này chỉ có 50.000 thôi. Giá quá là bình dân hạt rẻ luôn. Về các bác xài, các bác sử dụng thì nói chung là nồi đồng cối đá dã chiến vứt vạ vật thoải mái luôn. Đấy, không lo gì sét này, không lo cong vênh này, không lo bị vỡ đít như cái ghế em vừa quay em nhá. Đấy. 50k nhá, 50k. Lên mã thì em sẽ là cái ghế inox thấp nhá, 50.000 một chiếc thôi. Đấy, cái này thì số lượng có hạn nó không nhiều đâu. Vì hàng này của nó là hàng bên xưởng là người ta tự làm thôi. Đấy, người ta tự làm nên là cứ làm đâu thì bán ở đấy thôi. Nó không có nhiều đâu ạ, không có nhiều đâu. 50k cho một chiếc ghế inox thấp này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái kệ xe đẩy 4 tầng này. Đấy, em báo giá luôn. Vì em đang bán một cái kệ xe đẩy 4 tầng này với giá sẽ là 80.000. Đấy thì cái bộ kệ xe đẩy 4 tầng này sẽ gồm có là
À, bốn cái kệ em nhá, bốn cái kệ. À nó bốn cái đúng rồi, bốn cái kệ và bao gồm thì xếp khi mà các bác lắp ghép vào thì là bốn tầng. Thì khi mà hàng bên em gửi đi nó sẽ tháo rời ra đóng hộp, còn về các bác lắp đặt vào. Cái này lắp đặt nó rất là dễ thôi. Đấy, và cái nào con này nó hay này. Nó có cái bánh xe này, các bác có thể đẩy đi đẩy lại rất là tiện. Đấy thì về các bác đây. Tổng quan khi mà em lắp vào thì về ví dụ các bác đựng những cái đồ lặt vặt linh tinh vào rất là hay. Đấy, nó ngăn nắp, nó có ngăn nhấc các thứ rồi. Các bác dễ dàng lấy rồi là mình sử dụng đựng đồ đạc rất là hay. Thì đây em sẽ đo cho bác về phần kích thước nhé. Chiều dài của nó là đi 39 40 này, đấy, chiều dài 40 này. Chiều rộng của nó là vào 20 này. Chiều cao của nó rơi vào là đi 65 cm nhá, 65 cm. Đấy, khi mà các bác lắp được 4 tầng nó rơi vào tầm 65 thôi nhá, 65. 40 nhân với lại 20 nhân với 65 thôi nhá. Đấy, nó sẽ 4 tầng nhá, 4 tầng nha. Đấy, chất liệu của nó thì cái phần này thì của nó là giá nhựa nhá. Những cái khay này là khay nhựa. Đấy, khay nhựa. Và cái phần khung thì của nó sẽ là phần khung inox nhá. Khung inox này. Đấy, và bao gồm cho bác là cả bánh xe luôn. Đấy, nó có cả bánh xe để mình có thể đun đi đun lại rất là hay. Đấy, đây. Còn đây là cái khung inox của nó. Đấy, bánh xe các nhá, bánh xe, bốn bánh xe. Đấy, mình đun đi đun lại các thứ rồi. Rất ok luôn. Nói chung là khá là đẹp đấy. Các mua về sử dụng mà mình để đồ này đạc đây em để ngang các bác coi này. Đấy, về các bác để đồ này đạc này rất hay. Đấy. Cái khay nó cái phần chiều cao cũng khá là sâu, các bác đựng khá là nhiều đồ luôn. Đó. 40 nhá, khay của nó 40 x 20, khay khá là to. Đấy. Thì nó sẽ gồm có là 4 tầng. 4 tầng này 1 2 3 4, 4 tầng nhá. Có kèm bánh xe, khung là khung inox khá chắc chắn luôn. Đấy, về các bác lắp ghép vào là xài thôi. Giá nó chỉ có 80.000, giá nó quá hạt rẻ bình dân luôn. Hàng là hàng Việt Nam chất lượng cao nhá. Đồ gia dụng cao cấp hàng của Việt Nam. Đấy, rất ok luôn. 80k một cái bộ. Lên mã em sẽ là cái kệ 4 tầng nhá. Cứ lên mã cho em sẽ là cái kệ xe đẩy 4 tầng. Đấy thì đang có giá là đi 80k nhá. 80k cho một cái kệ xe đẩy 4 tầng này thôi. Chỉ có 80.000, giá quá hạt rẻ luôn. Cực kỳ đẹp, chắc chắn ạ. Đây đây. Các bạn nhìn này, rất đẹp luôn nha em. Cái này em vừa lắp về là em vừa lắp xong em chắc là cái này em để nhà em xài luôn vì thấy nó chắc chắn ok quá. Đó. 80k nhá. 80k một cái kệ xe đẩy 4 tầng nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái bịch, đó là cái bịch khăn ướt lau bếp này. Đấy, một bịch này là bao nhiêu? 80 tờ. Đấy, một bịch là 80 tờ về chuyên để các bác lau bếp nhá. Đấy, con này lau bếp rất sạch luôn, em đã test dùng một hai gói em thấy rất ok. Cái này nó có mùi hương cam rất là thơm luôn. Đấy, thì một gói khăn lau bếp như này. Đấy, khăn ướt lau bếp như này với giá sẽ chỉ có 30.000 thôi. Đấy, 30.000 nhá. Nó là cái dạng khăn ướt lau bếp. Thì trong chiếc khăn này nó đã tẩm những cái phần chất tẩy rửa các thứ là trong hết rồi đây này. Đây này, em lấy ra một tờ nó khá là to nhá, một tờ khá là to. Đây này, đấy nó đã tẩm những cái chất tẩy rửa ấy rồi và nó có mùi là cái mùi cam, mùi rất là thơm luôn. Đấy thì các bác chỉ việc dùng cái này các bác lau. Đấy, lau. Đấy thì khi mà lau nó sẽ ra bọt nhá, sẽ ra bọt. Các bác lau những cái thành phần mỡ mỏng thứ ở trên bàn bếp ga đấy, bàn bếp nhà mình. Đấy, máy hút mùi hút bụi ra. Các bác lau rất là sạch luôn. Đấy, lau cực kỳ sạch nhá. Cái này em đã test rồi, em lau đi rất ok này, các nhìn này, nó có những cái bọt này. Đấy, nó có bọt rất là nhiều bọt luôn nhá. Đấy, các bác lau rất là sạch luôn. Một cái gói này nó chỉ có 30.000 thôi. Đấy, gói, đây cái gói anh em đang dùng đây. Đấy, gói anh em đang dùng đây. Một gói này là 30.000 thì các bác cứ dùng ở đâu các bác rút ra đây thôi nhá. Dùng đâu rút ra đấy. Mà lên mã anh em sẽ cái túi khăn ướt thôi nhá. Túi khăn ướt lau bếp nhá. Khăn ướt lau bếp giá đang gửi bác là 30.000 cho một cái bịch khăn ướt lau bếp nha. Chị em nội trợ nào cũng nên có một gói này trong bếp. Đây là bịch khăn ướt lau bếp đa năng, một bịch to như này sẽ có 80 miếng. Chất liệu vừa dai vừa chắc chắn nên khi lau sẽ không lo bị rách. Trong miếng khăn ướt này đã pha sẵn chất tẩy rửa rồi, nên khi nấu nướng xong có thể rút khăn ra và sử dụng luôn. Với một chiếc khăn này sẽ dễ dàng lau sạch vết dầu mỡ trên bếp ga, bếp từ, bụi bẩn bám trên bề mặt của lò vi sóng, tủ lạnh, máy hút mùi hay đồ gia dụng khác. Với chiếc xuất hương chanh thơm mát, an toàn cho da tay, khử mùi dầu mỡ nhanh chóng, hiệu quả, dùng một lần nhà bếp đầy mùi hương. 80 tờ, khá là to các bác, cầm nặng trịch luôn. To lắm. Đấy, cầm nặng ok luôn nhá. 30k thôi, các bác mua cho em một vài bịch về mình dùng dán Tết luôn. Quá ok luôn. Đấy, khăn ướt lau bếp nhá, 80k. Đấy, nó là dạng khăn nó ướt ướt và nó có tẩm những cái chất tẩy rửa trong này hết rồi. Đấy, về các bác chỉ việc xài. Đây, đấy, mùi cam rất thơm luôn. 30k nhá, 30k. Lên mã giúp cho em sẽ là khăn ướt lau bếp nhá. Đấy, thì về các bác mở cho em. Bóc cho em cái phần open ra, rút ra. Mình cứ dùng đâu là mình rút ra để xài thôi nhá. Một bịch là 30k, giá rất bình dân hạt rẻ thôi. Tiếp theo thì hôm nay bên shop có về thêm cho bác đó là cái túi rác cuộn này. Đấy, nhiều bác hỏi cái mã hàng túi rác cuộn này lắm này, để về các bác đựng rác nhá. Thì đây, lên luôn cho bác một cái bịch túi rác cuộn. Đó thì một túi này là 40k một túi và một cái cuộn như này thì sẽ được là 100 túi nhá, có nhá. Một cái cuộn này là 100 túi đây. Cho bác một túi đây này.
ốc cho bác còn một túi nhá. Thì đây, một cái cuộn này là 100 túi. Đó, thì cái này thì rất là dễ dùng thôi, dễ dùng thôi. Thì các bác cứ lần xem, lần đến cái đoạn mà nó có cái đầu nối nhá. Đây này, nó có cái phần nối này, các bác nhìn này. Nó có cái phần nối này. Đấy thì các bác bắt đầu là các bác tách nó ra. Tách ra nhá, các bác tách ra. Đấy các bác xé ra này. Đấy, xé ra nhá. Xé ra theo cái đường mà nó đã kẻ sẵn này này. Đấy, nó có cái đường kẻ sẵn, các bác tách nó ra. Đó, nói chung là các bác cứ cầm và các bác tách nó ra nhá. Tách nó ra sẽ thành được một chiếc túi để các bác đựng rác vào đây, rất hay luôn. Đấy. Túi thì cực kỳ to, túi to lắm. Túi này của nó là vào là 45 x 50 nhá. Kích thước là 45 x 50. Đấy để các bác lồng vào những cái phần bì rác nhà mình nhá, bì rác nhà mình để các bác đựng. Đấy, đựng rác, đựng rác các thứ ok luôn nhá các bác nhá. Ok luôn đây. Đây để em lần đến cái miệng nó này. Đây để em lần đến cái miệng nó. Đây, đấy cái miệng nó đây. Túi rất là to luôn các bác nhá. Túi rất là to luôn. Đó. Đây, túi cực kỳ to nhá. Túi của nó là túi 45 x 50, túi to dã man luôn. Đựng vừa cả một cái thùng luôn kìa. Đựng nhiều rác lắm, cái túi đựng nhiều rác mà nó rất là dai, cực kỳ dai luôn nhá. Dai các bác giật cho em thoải mái luôn, dai lắm. Đấy, túi rất là dai. Mùi thơm thơm, mùi nước hoa thơm thơm cái này, có mùi nước hoa thơm thơm. Đấy thì kích thước của nó khi mà các bác cho ra thì sẽ là đây là 45 x 50 này. Đấy, 45 x 50 rất là to, 45 50 thì các bác tưởng tượng rất là to rồi. Đấy, các bác đựng rất là nhiều rác luôn. Đấy thì các bác cứ lên mã nha, em sẽ cái túi rác cuộn nhá. Một cái cuộn này là được là một cuộn này là được là bao nhiêu đây? 100 nhá. Một cuộn này là 100 túi, một cuộn này khi mà các bác xé ra được là 100 túi này đây. Bình thường các bác hay bọc túi rác như thế này đúng không? Thế thì các bác bọc sai cách rồi, để em chỉ cho mình cách bọc mới nha. Các bác mà không mua những cuộn như thế này thì về lỗ to. Em dùng túi rác toàn dùng cuộn to như thế này thôi. So sánh như vậy, các bác đã thấy sự khác biệt chưa? Bác xem này, nó rất chắc chắn. Dùng lực kéo thế nào cũng không sao hết. Nước nóng hay canh nóng đổ trực tiếp vào luôn cũng được. Không hề bị chảy ra giọt nào, còn có dây rút đi bất giác không sợ bận tay nữa. Một cuộn có 100 chiếc, mua càng nhiều càng rẻ, mua một lần dùng được cả một năm. Còn bọc túi rác chỉ cần lộn ngược như thế này là được. Các bác xem có tiện lợi không? Một cuộn này các bác cứ lần ra, lần ra và lần ra, các bác xé lần ra là được là 100 túi nhá. Đấy, một cuộn xé cứ lần là được 100 túi, rất là hay luôn. Đó. Là về là các bác chỉ việc là cứ lần ra đâu là đến cái đoạn nối này. Đấy, sau đó các bác xé cái đoạn nối ra là nó sẽ thành một chiếc túi. Thì đây là cái phần miệng nó nhá. Cái phần xanh này, cái phần miệng này các bác dở cái phần miệng ra thì nó là cái phần xanh nhá. Đây này. Cái phần miệng của nó là xanh này. Đấy, đây. Đấy nó đánh dấu phần miệng là xanh, còn cái phần trắng này của nó là đáy. Đấy còn phần miệng là xanh. Là kích thước là 45 x 50 rất là to luôn. Đó, về các bác đựng cực kỳ nhiều rác mà túi thì siêu dai. Siêu dai nhá. Đấy, mỏng nhưng mà siêu dai luôn, cực kỳ ok. Đấy, các bác cứ giật thoải mái cho em ok luôn. Đó. À, giá của nó sẽ là đi 40k nhá, 40k cho một cái cuộn túi rác nha, 40k một cuộn. 40k một cuộn, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đó. 40k một cuộn nhá, lên mã sẽ là túi rác cuộn nhá, 40k một cuộn. Em vừa khám giá, khám phá ra một cái điều rất hay này là các bác mở ra cho em nhá, mở ra. Đấy thì các bác sẽ đựng rác vào đây bình thường này. Đấy và lúc nào mà các bác muốn buộc vào ấy, muốn có một cái sợi dây buộc thì các bác cầm vào cái miệng túi này, nó có một cái phần lỗ lồi ra này. Các bác cầm vào đây. Đấy các bác cầm vào đây. Đấy thì nó sẽ thành một cái dây nhá. Đấy thành một cái dây các bác, thành một cái dây. Đây bên này thế này. Đấy vừa phát hiện ra một cái nói chung là người ta cũng phát minh ra những cái thiết kế nó rất là dã man con ngan luôn. Đấy, không ngờ luôn nhá. Đấy thì các bác thít nó vào thì nó sẽ thành một cái dây. Để nó thít chặt cái phần miệng túi rác vào nhá. Đấy thì ví dụ các bác cầm đi sách là các bác không cần phải cầm ấy nhá. Các bác chỉ việc cầm cái qua này các bác mang đi, các bác sách đi, các bác sách rác này các bác vứt thôi này, rất hay luôn. Đó, rất tiện dụng nhá. Rất hay. Đấy, thiết kế rất thông minh. Đấy nó có cái phần rỗng này, các bác cứ cầm và các bác kéo lên đây. Đây là một túi đây này, nó có cái phần đây này, cái phần hở này, có nhìn cái phần hở chưa? Đấy thì các bác cầm này các bác thu cái dây lên. Đây là xong. 40k nhá, lên mã em sẽ là túi rác cuộn, kích thước của nó là 45 x 50 nhá. Một cái cuộn này thì sẽ được là 100 túi, nó chỉ có 40 ngàn thôi, giá rất là bình dân luôn. Bát sen massage thì hiện tại mới em hàng vừa về xong nhá. Đấy cực kỳ nhiều bác hỏi thì đây. Về tiếp tục cái mã hàng đó là cái bát sen massage. Đấy, một bộ này thì hiện tại em đang có giá là 70 nghìn thôi, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Lên mã em sẽ là cái bát sen massage. Đấy, bát sen massage nhá. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k một cái bộ bát sen massage này. Bộ này bao gồm là cả bát cả dây luôn nhá. Về là các bác lắp vào là xài thôi. 70k, cầm cho cái giá đỡ xem cái. Thì đây, một bộ là bao gồm là một cái bát đây này, một cái bát này, đấy, một cái bát.
và một cái đoạn dây, dây của nó sẽ là dây inox nhé, dây inox, dây chống cặp chống rối. Đấy thì về các bác lắp đặt vào là xài thôi. Đây dây nó đây. Đấy, dây có giòn rất đầy đủ, bác về xài luôn. Đấy và đây là bát sen nhá. Nó có phần đầu massage này. Đấy, cái đầu massage này rất là hay, là ví dụ mỗi lần các bác tắm rửa ấy, thì mình có thể dùng cái đầu này, các bác kỳ cọ này, các bác trà, các bác massage này, vừa cắt massage nhá, vừa có tác dụng massage thư giãn, vừa có tác dụng là kỳ ghét, kỳ cọ. Đấy, kỳ ghét, kỳ cọ trên người, ngậm tay chân, rất là êm, rất là thích luôn. Đấy. Và cái con này rất là hay là cái phần công tắc nó được tích hợp ở luôn trên cái phần tay cầm. Đấy, rất hay, cái phần công tắc tích hợp luôn ở trên phần tay cầm nhá. Để khi mà các bác xài là các bác có thể chủ động mà các bác bật tắt ở trên cái phần tay cầm này luôn, không cần phải, các bác phải không cần phải tắt ở đầu nguồn đó nhá, bật tắt ở trên cái phần tay cầm luôn, rất là hay. Đó. Và cái con này nó có thể chỉnh được rất nhiều chế độ sen khác nhau này. Đây này, thì các bác xoay cho em cái phần vòng ở trên. Đấy, nó có chính chế độ 1 này, 2 này, 2 này, 3 này, nó có 3 chế độ sen khác nhau nhá. 3 chế độ sen khác nhau để các bác xoay cho em cái vòng này. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, 3 chế độ sen khác nhau. Như ở tia ra này, tia ra này và tia ra. Đấy, nó rất nhiều những cái tia ra khác nhau nhá. Và dây đi kèm là một bộ này, là bao gồm là cả dây cả bát sen này, là 70.000. Đấy, nó có cái đầu massage rất hay, là 70k nhá. Lên mã em sẽ cái bát sen massage là 70.000 một bộ nhá. Còn nếu mà nhà các bác nào mà không có giá đỡ ấy, thì các bác có thể mua kèm cho em cái giá đỡ nhà. Thì cái giá đỡ sen này thì hiện tại em đang bán một cái giá đỡ sen nhà với giá là 30.000 nhá, 30.000. Đấy thì các bác có thể mua kèm thêm, còn hàng bên này là nó không có giá đỡ đâu, nó chỉ có nguyên sen với dây không thôi. Còn nếu các bác muốn mua kèm thêm giá đỡ thì bên em đang bán một cái giá đỡ dán như này với giá là 30k nhá, 30k. Thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là giá đỡ sen. Đấy, giá đỡ sen. Giá đỡ bát sen này, giá đỡ bát sen này thì đang có giá là 30k các nhá. 30k một chiếc giá đỡ bát sen này. Cái hay của cái sản phẩm giá đỡ này là các bác không cần phải khoan đục lỗ các nhá. Về nhà mình có tường, cái tường gạch men, tường đá hoa ấy, là các bác bóc nhầm cái lớp ra. Đấy, dính trực tiếp cái này lên trên cái phần mặt đấy là xong, không cần phải khoan đục lỗ gì. Đấy, sau đó các bác đeo cho em cái phần sen của nó vào. Đấy, con này có thể chỉnh được cữ này. Đấy, có thể chỉnh được kích cữ của nó, chỉnh được cữ luôn nhá. Đấy, có thể chỉnh được cữ luôn, rất hay. Đấy, ok luôn, chắc chắn. Cái này anh em cũng đã xài, em đang dán rồi, dán trong khoảng tầm 3 năm nay rồi, không có bong biết luôn, cực kỳ dính, cực kỳ chắc luôn nhá, dính cực kỳ chắc luôn. Đó, về các bác vệ sinh, lau sạch cái chỗ dán đi, sau đó các bác dán cái này vào, sau đó là các bác đèo này vào. Đấy, cái này thì bên em đang bán thêm thôi. Còn nếu các bác nhu cầu nhà có giá đỡ rồi thì mình chỉ mua nguyên bộ này thôi cũng được. Còn nếu mà nhà chưa có giá đỡ thì các bác mua thêm cái giá đỡ này, thì giá đỡ bát sen này thì bên em đang bán là 30k. Đấy, 30k một chiếc giá đỡ bát sen. Còn bán nguyên bát sen không thì là 70.000 nhá. 70.000 là bao gồm là một bát và một dây. Đấy, là một bộ này là 70k này. Đấy, một bộ như thế là 70k. Giá rất là tốt luôn, dễ mua. Đấy, một chiếc bát sen rất là hay. Đấy, các bác nhìn, cùng nhìn về tổng quan về sản phẩm khi mà test thực tế này. Đấy, nước ra rất ok nhá. Đấy, con này nó có các chế độ nước khác nhau nhá. Đấy, cực kỳ hay luôn. Đấy, chế độ phun xương, chế độ phun tia. Đấy, thấy không? Chế độ phun tia này, phun tia, phun xương, rồi là massage, đầy đủ đồ luôn. Đấy, các bác nhìn này, rất nhiều chế độ khác nhau nhá. Đấy, cực kỳ là hay, rất hợp lý luôn. Đấy, vừa tắm vừa massage kỳ cọ này, ngon lành luôn này. Đấy, giá nó bình dân mà rất là nhiều chức năng khác nhau, chỉ có 70.000 thôi một cái bộ này, nó giá nó quá rẻ luôn. Đấy, chắc chắn đẹp đĩa ngon lành, 70k thôi nhá. Đấy, có cả cái công tắc tích hợp luôn ở cái phần tay sen này, rất là tiện, các bác không cần phải đóng nguồn. Đấy, có tích hợp sẵn đi luôn, về lắp dây và xài thôi các nhá. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm bát thì em đang bán một cái giá đỡ này, thì đang bán một cái giá đỡ là 30.000, các bác có thể mua thêm. Em lên luôn cho bác mang hàng đó là cái con máy đọc thẻ thông minh này, máy đọc thẻ thông minh nhá. Em báo giá luôn, bên em đang gửi bác là 60.000 một cái bộ máy đọc thẻ như này. Đấy, 60k thôi, giá rất hạt rẻ nhá, giá tốt nhất thị trường luôn. Cái này thì nó sẽ gồm có rất nhiều nội dung. Đây. Đấy, sẽ gồm có rất nhiều nội dung này. Đấy, thẻ động vật này, thẻ giao thông, thẻ đồ vật này, đồ ăn quả này, hoa quả, rau củ này, trang phục thiên nhiên, màu sắc, nhân vật, nghề nghiệp, hình dạng này. Đấy, cực kỳ nhiều nội dung khác nhau luôn. Rất là hay. Đấy, giúp bé tăng khả năng nghe và nhận biết này, song ngữ cả Anh cả Việt luôn nhá. Cái này nó có cả là tiếng Anh cả tiếng Việt luôn. Cái này thấy hay lắm. Đấy, mà cũng nhiều bác hỏi này. Đấy thì em nhập về bán cho bác này. Đây. Nó sẽ gồm có một con máy và đi kèm cho bác là một cái hộp thẻ nha. Một hộp thẻ này các nhá. Một hộp thẻ là 112 thẻ, 224 từ vựng này. Đấy, là cả tiếng Anh tiếng Việt đó nhá. Cái con này hay của cái sản phẩm này là nó sạc pin ạ, sạc pin. Đấy, là nó sạc pin.
thì nó nguồn sử dụng cái nguồn là nguồn DC 5V nhá, là nó có tích hợp sẵn pin ở đây rồi. Thì khi mà hết pin thì các bác lại cắm vô đây, đấy, cắm vào đây này, sau đó là cái chân chân còn lại thì các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, đấy, xem có cục nguồn 5V ấy, là các bác cắm sạc cho cái máy này là ok thôi, đấy, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Và đây thì nó sẽ có cái nút nguồn on off này, thì các bác giữ lì cho em. Đấy, bắt đầu lên nhạc. Các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, thấy không, nó lên nhạc là bắt đầu là ok nhá. Đấy, bắt đầu là các bác dạy cho cháu là mở cái này ra. Mở cái này ra, sau đó là các cháu là rút thẻ ra này. Đấy, thì rút thẻ ra, lấy thẻ nào thì cho thẻ đấy vào. Đấy, ví dụ như là em lấy một cái thẻ bất kỳ này, ví dụ như là bố này. Mặt sau thì sẽ có là mẹ này, cái một thẻ này có hai mặt luôn nhá. Đấy, các bác cho vào này. Bố. Father. À, thấy không? Nó có cả tiếng Anh, tiếng Việt luôn, là nó phiên dịch ở đây luôn. Đây, em cho lại một lần nữa nhá. Bố. Father. Đấy, và đây em cho là mẹ này. Em quay lại thẻ mặt sau này. Mẹ. Mother. Đấy, thấy không? Rất ok nhá. Đây, em cho lại một lần nữa nhá. Em quay cái mặt sau cái loa, các bác nghe mẹ. Rõ. Mother. Đấy, thấy không? Cái loa của nó là mặt sau. Rất ok. Cái loa nó nghe vừa đủ nhá. Đấy. Đây, cho lại một lần nữa này. Đây. Bố. Father. Đấy, rất ok nhá. Đấy thì các bác cứ lấy thẻ bất kỳ ra đây, ví dụ như em lấy một cái thẻ nữa này. Đấy, ví dụ như là cái này là trái cây, cái này quả nho này. Đấy, em cho đây nhá, quả nho này. Quả nho. Đấy. Great. Đấy, quả nho có cả tiếng Anh tiếng Việt luôn nhá. Tiếng Việt nó sẽ đọc trước, tiếng Anh đọc sau. Quả chanh. Lemon. Đấy, quả chanh lemon. Đó, ok luôn nhá. Đấy, quay lại mặt kia này. Quả nho. Đó, quay lại mặt nữa này. Quả chanh. Quả chanh. Lemon. Đó, rất ok, là có cả tiếng Anh tiếng Việt luôn. Và các bác muốn gì? Muốn tắt thì các bác giữ lì đi, muốn bật thì các bác cũng giữ lì cái nút on off này. Đấy, còn lại thì đây, nó còn có cả nhạc này này. Đấy, các bác giữ lì vào cái nút này sẽ còn nhạc này. Đấy, có cả nhạc nhé, các thứ đầy đủ luôn các nhá. Đấy, có cả nhạc luôn. Còn các bác giữ lì cái nút on off này nó sẽ tắt đi. Chúng mình tạm dừng nhé, tạm biệt. Đấy, các bác giữ lì nó sẽ có nút tạm biệt này, là khi mà tắt đi, còn nếu mà các bác bật lên này. Đấy, nó sẽ chào kêu. Các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, nó sẽ có xin chào các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, rất hay nhá. Đấy, một con sản phẩm máy đọc thẻ rất thông minh luôn. Mua về cho các cháu nhà mình sử dụng học tập này. Đấy, nhận biết chữ cái này, rồi là cái này một cái nội dung rất hay là nó có cả hình này, cả hình cả chữ này. Đấy, phiên âm cả tiếng Anh này, cả tiếng Việt ở đây luôn. Rồi là có cả ấy luôn, có cả gì luôn nhá, có cả âm thanh luôn, rất là sống động để các cháu dễ tiếp thu. Đấy, tránh xa điện thoại, tivi, internet đây. Đấy, các cháu tập trung vào học hành này. Đấy, thì các bác mua trong cái máy đọc thẻ này về. Đấy, thư mục này, động vật, phương tiện, đồ dùng hàng ngày này, thực phẩm, rau củ, trái cây, gia đình, màu sắc, hình dạng, công việc, trang phục tự nhiên. Đấy, nói chung là nó tóm gọn trong một cái hộp thẻ này là đầy đủ luôn, nghĩa là như kiểu là 1 vạn câu hỏi vì sao đâu nhá, đầy đủ hết luôn. Đấy, không thiếu cái gì cả. Đấy, giữ lì đây, cho nó tắt đi đỡ tốn pin này. Chúng mình tạm dừng nhé. Đấy, lúc nào dùng xong là các bác nhớ tắt đi cho đỡ tốn pin. Đấy, và lúc nào hết pin thì các bác lại lôi ra các bác cắm sạc nhá. Con này của nó là cắm sạc. Đấy, nên là các bác không cần phải thay pin hay biết gì. Pin nó có sẵn rồi. Về là các bác chỉ việc là các cháu thì mình dùng xong rồi các bác sạc cho các cháu. Đấy, và khi mà hết pin thì đầy pin thì mình lôi ra dùng. Và lúc nào hết pin thì lôi vào cắm sạc có thế thôi. Đấy thì lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con máy đọc thẻ thông minh nhá. Máy đọc thẻ thông minh. Hiện tại em đang gửi bác giá chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ thông minh nha. Đấy, 60k bộ nhá, dùng rất hay luôn. Máy đọc thẻ thông minh nhá. Bộ kiềng chắn gió bếp ga nhá, chắn gió là chắn ga nó bị mất này. Đấy thì bác mua cho em cái bộ này về. Kiềng chắn gió bếp ga bên em đang bán bác là 30.000 cho một cái kiềng chắn gió bếp ga này. Cái này thì nó gồm rất nhiều những khe rãnh nhá. Tại sao nó nhiều cái khe rãnh mà nó lại bố trí khác nhau này? Đấy, để nó phù hợp hầu như là tất cả các loại bếp ga trên thị trường bây giờ. Đấy, từ bếp các loại bếp nọ bếp kia là nhiều hãng nó khác nhau. Đấy, nên nó bố trí nhiều những cái khe kẽ này. Đấy, để cho nó phù hợp với tất cả các loại bếp khác nhau nhá. Giá của nó chỉ có 30.000 thôi. Đấy, chất liệu nó bằng tấm lá thép kim loại nhá. Đấy thì cái công dụng của sản phẩm này khi mà các bác để vào ấy, thì nó sẽ chắn được cái gió này. Đấy, khi mà gió nó lùa vào thì nó hay bị tạt ga. Đấy thì các bác đun rất là lâu sôi. Rồi là các bác trụm cái phần ga nó vào ấy, thì cái luồng nhiệt nó sẽ đẩy lên, nó sẽ tập trung vào cái phần đáy nồi hơn. Đấy, thì nó sẽ khi mà các bác đun ấy, nó sẽ nhanh hơn nhá, đun nó sẽ nhanh hơn. Đấy, nó không bị lãng phí ga ra ngoài, nó không bị phè ga ra ngoài, nó sẽ tập trung vào cái đáy, nó sẽ đẩy lên, nó sẽ đun, nó sẽ nhanh hơn. Nói chung là con này là các bác sử dụng để tiết kiệm ga một cách tối đa nhá, một cách tối đa luôn. Đấy, rất ok luôn nhá. Đấy, đây là cái phần những cái phần rãnh này, những cái phần rãnh
để các bác để lên cái kiềng, những cái song nồi lên không lo nó bị trơn trượt nhá. Đấy, thì cứ lên mã cho em sẽ cái kiềng chắn gió bếp ga. Đấy, giúp các bác tiết kiệm ga, tập trung cái nguồn lửa nó tập trung vào đáy nồi, các bác đun nhanh hơn, đun nhanh sôi hơn. Đấy, tiết kiệm ga hơn, ok nhá coi nhá. Giá của nó đang gửi bác là 30k nhá. 30k cho một cái kiềng chắn gió bếp ga nha. 30.000 một chiếc. Rất ok luôn, chắc chắn, chất lượng. Đấy, chỉ có 30.000 thôi. Đó, rồi. Lau nhà tách nước này, em báo giá luôn. Hiện tại bộ này bên em đang bán là 160.000 một bộ nha, 160.000 một cái bộ chổi lau nhà tách nước nha. Một cái bộ sản phẩm này thì khi mà các bác nhận được hàng thì sẽ gồm có những gì thì em sẽ bày cho bác đây. Cực kỳ nhiều luôn các nhá, cực kỳ nhiều luôn. Nói chung là với giá 160.000 này thì siêu là rẻ luôn. Đấy. Các bác sẽ nhận được về đầu tiên là hai cái cán chổi này, hai cái đầu cán chổi này. Một cái thùng chứa nước các nhá, một cái thùng chứa nước này, một cái thùng chứa nước nó sẽ có hai ngăn, một ngăn là chứa nước sạch nhá và một cái ngăn là nó tách cái nước bẩn ra, là nó sẽ có hai ngăn nhá. Nên là hay gọi là cái bộ chổi lau nhà tách nước thì nó sẽ tách nước bẩn ra, nước bẩn và nước sạch ra, nước sạch, rất ok. Đấy. Và sẽ có thêm các bác là hai cái bộ cán này nữa, hai bộ cán để các bác lắp vào hai cái đầu chổi này này, hai bộ cán này này. Để em lấy bác con. Hàng thì bên em gửi đi thì sẽ lắp vào rất là kỹ rồi. Đấy, đây. Đó, hai bộ cán này. Và đi kèm thêm cho các bác là 8 miếng các bác nha, 8 miếng cả 8 cái miếng xốp lau nha các bác nhá, 8 miếng xốp lau. Đấy, 8 miếng xốp lau là về là các bác tha hồ thoải mái các bác lau luôn. Đấy. Nói chung là các bác mua cái bộ này về thì em thấy so với tầm giá thì nó quá là rẻ luôn và cũng như là các bác sử dụng rất là đa năng luôn. Đây, một cái bộ sản phẩm như trên hình trên video nó quay đây. Đấy, sẽ gồm có là một cái thùng chứa nước này và có hai ngăn đây nhá, hai ngăn để các bác tách nước bẩn, nước bẩn, nước sạch, nước sạch này. Đấy. Rồi là 8 miếng lau nhá, 8 miếng lau. Hai cái bộ cán chổi nhá, hai cái bộ chổi nhà các bác nhá, hai bộ chổi. Đấy, ví dụ như là mình có thể là lau trên nhà một bộ này, mình lau dưới bếp một bộ này, mình không bị chung nhá, không bị chung. Đôi khi là các bác lau ở trên nhà xong mình lau xuống dưới bếp nó lại bị bẩn cái thảm này. Đấy thì mình lau riêng ra, trên nhà mình lau một cái chổi, dưới bếp mình lau một cái chổi, mình chỉ việc là sử dụng chung cho một cái thùng này thôi. Đấy, rất ok luôn. Đấy, dùng chung ok. Còn hai cái này mình dùng riêng ra. Đấy, ví dụ như là dưới bếp hay có dầu mỡ thì mình lau riêng ra, có nhà lau riêng ra. Đấy, đến lúc mình lau trên nhà mình có một cái chổi riêng rồi thì rất là sạch. Đấy, đi về là các bác chỉ việc là tháo ra, sau đó các bác lắp đặt thôi. Đấy, lắp đặt rồi mình kia em đang lắp đặt kìa. Đấy, lắp đặt. Thì đây. Đấy, thì kia em đang lắp đặt đây. Đấy. Thì lúc nào mà dùng ấy thì ở đây nó có cái miếng dính này. Đấy, các bác lấy cái miếng thảm này các bác dính trực tiếp vào cho. Dính trực tiếp vào đây. Đó, các bác dính vào cho. Đấy là ok luôn, các bác lau nhá. Lau cực kỳ sạch luôn. Con này nó dài khoảng tầm 30 cm, lau rất sạch nhá. Đấy, các bác lau sạch sẽ những cái phần cặn bẩn gạch đá qua thứ này. Đấy, nó có thể bẻ các hướng các kiểu luôn này. Đấy, bẻ các hướng các kiểu luôn. Xoay gầm, lau trong gầm, lau ở sàn nhà, nhúng các thứ là ok. Đấy, chuẩn bị tết nhất các bác lau nhà, lau cửa, dọn dẹp rất là nhiều thì các bác mua cho em cái bộ này về. Nói chung là so với tầm giá là 160.000 sở hữu cho em một cái bộ này thì cực kỳ uy tín luôn. Đấy, chổi lau nhà tách nước nhá, giá sẽ là 160.000. Đây, nói về cái nguyên lý động tách nước thì nó sẽ như nào thì nó sẽ gồm có là hai ngăn nhá, hai ngăn. Đấy, có cả cái quai sách này rất ok này, hai ngăn nhá. Thì về các bác sẽ cho em một cái ngăn bên này này, ngăn bên này thì các bác sẽ cho nước này và một ngăn này các bác sẽ để không nhá. Thì khi mà các bác lau, đầu tiên là các bác sẽ dúng nước cho em. Đấy, các bác cho dọc cái chổi đi. Đấy, cho dọc cái chổi đi này. Đấy, các bác cho dọc cái chổi đi này. Sau đó các bác cho vào đây. Đó, cho vào đây nhá. Các bác lựa vào đấy thì các bác nhúng nước vào đây, các bác nhúng nước vào đây. Đấy, các bác nhúng nước vào đây nhá. Nhúng nước vào đây này. Đấy, các bác nhúng nước vào. Sau khi mà các bác nhúng nước vào đây xong thì các bác cho vào đây. Đấy, cho đây các bác nghiêng trong cái chổi, các bác nghiêng trong cái chổi nó, cái phần chổi nó sát vào đây này. Đấy, sau đó các bác rút lên rút xuống. Thì cái con này nó có chức năng là vừa vắt vừa tách hết những cái phần cặn bẩn này. Các bác nhìn cái phần răng chưa? Đấy, nó sẽ cào hết những cái bẩn ở cái tấm này đi. Và khi mà nó đã cào sạch rồi thì các bác lôi ra các bác lau. Đấy, lau bẩn rồi thì các bác lại cho đây, các bác lại sục cho em một lần nước vào đây. Đấy, và bắt đầu là các bác lại cho sang cái ngăn này. Các bác lại tách nước lại cho em lần nữa này, tách hết những cái phần bẩn ở cái miếng cũ đi. Đấy, các bác cho đây, các bác tuốt. Các bác nhá, như kiểu tuốt, như kiểu các bác cầm một cái miếng gì các bác gạt ấy. Đấy thì cái này đúng như thế, cho đây các bác gạt này, tách này, tách hết sạch những cái nước cái cặn bẩn ở cái miếng này ra này, sau đó các bác lại lôi ra các bác lau, có thế thôi. Quy trình hoạt động đúng như thế là sẽ gồm có là hai bên, một bên là chứa nước sạch đấy để các bác rũ qua đi. Đấy, sau khi mà rũ qua xong rồi các bác cho sang cái bên này, các bác tách hết những cái phần cặn bẩn còn lại đi. Đấy, và bắt đầu là các bác lôi ra các bác lau, có thế thôi nhá, rất là
sử dụng rất là hay, rất là thông minh. Cái này nó là cái dòng sản phẩm đời mới của 2023 đấy nhá. Đấy, mới ra trong cái dịp Tết năm nay. Đấy thì em về cái mã này rất ok đấy. Em thấy giá nó hợp lý và sản phẩm dùng ok. Đấy, 160.000 sở hữu cho em là hai cây chổi như này. Đấy, hai cây chổi như này, hai cây chổi nha. Lại còn đi được kèm thêm cho bác là 8 miếng lau, 8 miếng lau để về các bác thoải mái thay thế luôn. Rồi là một cái hũ đựng nước này nữa mà giá nó chỉ có 160.000 thôi. Bình thường là các bác cứ ra thị trường đang bán bộ này rơi khoảng tầm là đi 200 cho đến 250.000 bộ luôn. Đấy, các bác cứ check giá thoải mái luôn. Giá nó rất là bình dân, hạt rẻ nhá. Đấy rồi. Chổi lau nhà tách nước nhá, 160k đây em cho bác xem một cái video thực tế về sản phẩm này. Đây nhá, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Chiếc chổi lau cực kỳ sạch luôn nhá. Đấy, có thấy không? Lau sàn lau chiếc rất sạch luôn này. Đấy, khi mà các bác lau bẩn xong thì là bắt đầu là các bác cho vào cái ngăn giặt này. Đấy, cái ngăn giặt là cái ngăn ngăn là cái ngăn nó có cái phần phần đây này, ngăn giặt cái ngăn này này. Đấy, các bác cho là các bác tuốt nhá. Tuốt thì nó sẽ sạch bong đi. Đấy, tuốt các bác giặt qua một lượt đi, sau đó các bác cho sang ngăn vắt. Đấy, ngăn vắt nó sẽ vắt sạch hết khô nước cũng như là những cái phần cặn bẩn nó sẽ vắt sạch đi. Đấy. Rất ok nhá. Đấy. Là nó vắt cái là gần như là kiệt nước rồi. Và các bác lại cho ra các bác lau thế thôi. Đấy, mình cứ làm quy trình là vắt xong là giặt xong là mình vắt, vắt hết những cái cặn bẩn đi, bắt đầu là mình cho ra mình lau, có thế thôi. Lau rất sạch sẽ luôn. Lau gầm, lau cạnh, lau kẽ thứ giờ rất là ok nhá. Đấy, cái này nhà em đang xài mà dùng ok lắm. Nói chung là uy tín. 160.000 thôi. Đấy, được bằng đấy sản phẩm thì nói chung là giá nó quá là tốt rồi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái mã hàng đó là cái bộ rổ hai lớp này. Bộ này sẽ gồm có là 6 món nhá. Bộ này gồm có 6 món. Nhiều bác hỏi cái mã này lắm này thì đây. Mai về cho bác cái mã này đây. Và em báo giá luôn, bên em đang bán một cái bộ rổ hai lớp 6 món này với giá sẽ là 80.000 một bộ nhá. Đấy, 80.000 bộ này sẽ gồm có là 6 món nhá. 6 món thì đây. Nó sẽ bao gồm là ba cái rổ nhá, ba cái rổ. Ba rổ này. Ba rổ và ba cái chậu nhá, ba cái chậu và nó thiết kế là theo dạng là nó sẽ lồng vào nhau. Đấy, như là bộ nào nó đi với đôi đấy này. Đấy, rổ nào là nó đi với cái chậu đấy coi nhá. Đấy thì đây. Nó sẽ đi với nhau coi nhá, đi nhau đây, ví dụ như là cái con to nhất này, đấy, con to nhất. Có thước lắm nhỉ. Đây như con to nhất em đo thử bác coi này, con to nhất của nó là vào 30 luôn này. Đấy, con vừa vừa này, con vừa vừa là vào 25 này. Cái con nhỏ nhất thì là vào 20 này. Đấy, nói chung là ba bộ ba cái sản phẩm này là các bác về xài ok rồi. Đấy. Là các bác vừa có rổ để các bác đựng rau này, vừa có chậu để các bác đựng nước này. Nếu mà khi mà mình có thể rửa xong thì ví dụ như các bác hay để ra nhà thì nước nô thứ ra nó hay bị trang ra nhà thì các bác lồng cho em vào đây. Đấy, mình rửa rau, rửa cỏ các thứ xong, đồ ăn nước xong. Các bác để ở đây xong thì nó sẽ róc nước luôn vào cái rổ này, rất là tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ gồm có là bộ ba cái rổ hai lớp nhá. Đấy thì cứ lên mã cho em sẽ là cái bộ rổ hai lớp thôi nhá, 6 món, 6 món. Giá của nó sẽ là đi 80.000 bộ. Hàng là đi hàng của Việt Nam nhá, hàng của Việt Nam. Đấy, sản xuất tại Việt Nam này. Rổ hai lớp nhá, hàng này của công ty Việt Nhật. Đấy, Việt kết hợp với Nhật sản xuất nên rất là cứng cáp chắc chắn. Đấy, thành phần thì là nhựa PP. Nhựa PP thì rất là an toàn, yên tâm với sức khỏe rồi. Đấy. Kích thước nó có đầy đủ thông tin sản phẩm, nó có đầy đủ ở trên tem nhãn mác sản phẩm luôn nhá, nên các bác yên tâm dùng ok luôn. Đấy, chắc chắn lắm. Con này nhựa nó là dòng nhựa PP này thì nó là siêu dẻo ạ, siêu dẻo. Các bác rơi vỡ các thứ là đập phá thoải mái cho em luôn, ok luôn nhá. Đấy, nó chỉ có 80.000 một bộ thôi. Giá nó quá bình dân. Bình thường là các bác mua một cái rổ giá nó rơi khoảng tầm mấy chục nghìn thôi. Đây bỏ ra mà có 80.000 mà sở hữu cho em là 6 món luôn. 6 món là bao gồm là 3 rổ 3 chậu nhá. Và 3 rổ 3 chậu này là nó có thể lồng vào này thành được ba cái ấy này, thành ba cái món như này, thành ba cái món như này. Đây, đấy. Còn khi mà các bác tách ra thì nó sẽ thành 6 món luôn, 3 rổ 3 chậu. Đấy. Chậu thì mình đựng nước đựng những cái đồ nước nghĩa các thứ rồi. Còn rổ thì các bác có ví dụ mình để rửa rau rửa cỏ các thứ là những cái đồ cần rửa thì mình cho đây mình rửa, rồi ví dụ như mình có thể lồng vào nước nồi các thứ là nó không bị rơi vãi linh tinh nhá. Đó. Dùng xong là các bác xếp gọn mà nó rất là ngăn nắp ok như này thôi. Đó. Bộ rổ hai lớp coi nhá, bộ rổ hai lớp 6 món. Giá của nó sẽ là đi 80.000 nhá, 80.000. Lên mã cho em sẽ là cái bộ rổ hai lớp 6 món, giá 80k. Bộ này người mang một cái sản phẩm về dùng nhà bếp này, đó là cái cây kéo cắt gà của Đức nhá. Lên mã cái cây kéo cắt gà của Đức này. Cây này thì các bác cắt về cắt gà vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả xài nhà bếp cho em cũng rất ok luôn. Đây, hàng logo thương hiệu Willing này. Đấy, made in Germany nhá, bên Germany. Có phần khóa hãm này. Con này nó có cả cái lò xo trợ lực nhá. Đấy, các bác chỉ việc bóp vào thôi, còn mở ra là tự động nó sẽ đẩy ra luôn, rất ok. Đấy. Thép S5 nhá, không gì. Con này ngoài chức năng cắt thì nó còn có cả chức năng đánh vẩy cá này. Đấy, có phần răng cưa để các bác dùng để các bác đánh vẩy cá nhá. Đấy, cắt
gà vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả, cắt nhà bếp cho em là rất ok luôn. Giá hiện tại em đang bán một cái cây kéo cắt gà ở Đức này chỉ có là đi 90k thôi, 90k nhá. Đây mãi sẽ cái cây kéo cắt gà ở Đức đang gửi bác là kéo gà Đức này đang bán là 90.000 một cây. Đấy, 90.000 một cây, nói chung là giá nó bình dân mà sản phẩm dùng ok lắm, dùng nó chất lượng. Đấy, gà vịt thịt xương các bác nghe tiếng kéo là thấy thích rồi. Đấy, cắt rất chắc chắn, cầm rất là đầm tay luôn. 90k một cây nhá, kéo cắt gà của Đức nhá. Lên nhanh cho bác một số cái mã dao nhà bếp này. Đấy, lên luôn cho bác cái con dao, con này con dao gọt hoa quả này, con dao gọt hoa quả nhá. Con này hiện tại bên em cũng đang xả kho chỉ còn có 30.000 một cây thôi, 30k các bác nhá, 30k. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao gọt hoa quả nhá. Dao này, dao gọt hoa quả này nhỏ nhỏ nhưng mà bao sắc bao luôn. Về các bác chuyên dùng để gọt hoa quả nhá. 30k, đấy 30k, cứ lên mã em sẽ là con dao gọt hoa quả. Con này của thương hiệu Asaka Japan. Đấy, Asaka Japan, dòng thép S5 không gì nhá, cực kỳ sắc bén luôn. Đây. Lấy cho bác con một con. Dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Đấy không? Đường giấy đi mịn mịn này. Đấy, đường giấy đi mịn mịn. Bao sắc các bác luôn nhá. Đấy, các bác mua về gọt hoa quả rất là tiện lợi luôn, nó nhỏ nhỏ, nó chỉ khoảng tầm hơn 20 cm một chút thôi. Đấy, tay cầm ốp gỗ nhá, 3 đinh tán này. Hàng sẽ là hàng liền thân. Đấy, về xài cho em con này là chuyên để các bác gọt hoa quả rồi, những làm những cái việc nhỏ nhỏ vặt vặt là rất là hợp lý này. Đấy, nó chỉ có 30.000 thôi nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây dao gọt hoa quả của Asaka Japan. Đấy, 30.000 một cái cây dao gọt hoa quả này. Đấy. Ngoài ra thì bên em có cái dòng cây dao thái này, cây này sẽ to một chút nhá. Đấy, con này nó cũng cùng hãng với con kia. Đấy, cũng của Asaka Japan. Con này thì nó là cây dao thái, con này thì chuyên lọc và thái nhá. Chuyên lọc thái nhá, chuyên lọc thái. Đấy, cũng cực kỳ sắc bén luôn. Bao dùng bao sắc các bác luôn. Đấy. Chuyên lọc thái này. Đấy, chuyên lọc thái, con này tổng chiều dài lưỡi nó rơi khoảng tầm 20 cm. Đấy, tổng chiều dài thì nó rơi khoảng tầm 30 cm. Đấy, chuyên để lọc và thái nhá, cũng bao sắc các bác luôn này. Đây nha, test giấy bác coi luôn này, cũng bao sắc luôn nhá, bao sắc luôn này, con nhìn này. Đấy, đường giấy đi mịn mịn nhá, quá ok luôn. Đấy, bao sắc luôn nhá. Cực kỳ chất lượng. Con này thì cũng không gì phải chê về sản phẩm đâu. Đấy. Chuyên để các bác thái nhá, chuyên để các bác lọc và thái này. Đấy, thử vào bếp là ok, tết nhất nơi rồi, các bác mua sắm rửa em dao dựa về mình làm cỗ bàn tết nhất ok luôn. Con này là con dao thái nhá, lên mã em sẽ là con dao thái cán gỗ nhá, dao thái cán gỗ. Đấy, dao thái cán gỗ. Còn cái con nhỏ thì là con dao gọt hoa quả nhá, còn con này là con thái cán gỗ. Con này thì hiện tại em đang bán giá thì cũng quá là bình dân luôn, 60.000 nhá, 60.000 thôi. Lên mã em sẽ là dao thái cán gỗ này, dao thái cán gỗ nhá, đang gửi bác là 60k cho một cái cây dao thái cán gỗ này, chỉ có 60.000 thôi, giá rất bình dân mà cũng cực kỳ sắc bén luôn. Rồi tiếp theo thì nhiều bác cũng hỏi là cái con dao chặt thì đây. Hiện tại bên em vẫn đang có cái dòng đó là con dao chặt 1 cân nhá, con dao chặt 1 cân, hàng cũng của Nhật này. Đây, đấy, Murato Made in Japan này. Đấy, rất ok. Con này là nặng là 1 kg nhá, nặng là 1 kg. Phần trên này thì nó làm nhám này, làm nhám để chống dính này. Phần dưới thì là trơn bình thường. Đấy. Dòng này thì bản cực kỳ to rồi, các bác mua về chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương. Đấy, đặc biệt là các bác đang cuối năm chuẩn bị thịt lợn thì tiếc nhiều. Đấy, những cái con xương ống là bình thường là các bác dùng những con dao chặt bình thường là không để phang ở đâu, nhưng con này này. Đấy, các bác già các bác cứ phang cho em tẹt bô luôn. Đấy, bao xài bao dùng bác luôn. Đấy, phang tẹt bô luôn nhá. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng liền thân này. Tay cầm thì có ốp gỗ 3 đinh tán đồng, cực kỳ xịn. Đấy, con này các bác phang thì chấm hết luôn. Nó nặng 1 cân nên là cái lực phang nó rất là đầm mà nó rất là đi luôn nhá. Đấy. Con này là nặng 1 cân nhá, nặng 1 cân. Đấy, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là con dao chặt C1 nhá, nặng 1 kg. Đấy, nặng 1 kg, phang bất chấp, phang tất cả các loại luôn, xương lợn, xương bò, xương voi, xương hổ, xương tê giác, đầy đủ các loại xương và đặc biệt là các loại xương cứng luôn. Giá của nó sẽ là 220.000 một con, dao chặt C1 nhá, 220k, và bên em cũng sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, dao chặt C1 nhá, nặng 1 kg nhá, nặng 1 kg. Đấy, nặng đúng 1 kg luôn. Đấy, về các bác cứ cân thử cho em, cực kỳ ngon, nặng 1 cân luôn nhá. Đấy, cắt chặt cực kỳ đầm tay, là 220.000 một cây này và bao ship nhá. Đấy, dao chặt C1 nhá, mã của nó sẽ là dao chặt C1. Nói chung con này bán nhiều mà dùng ok, mà dùng thích mà chất lượng. Đấy, cho bác đó là cái lọ test nước pH này. Đấy, về các bác dùng để test nước nhà mình nhá, test nước nhà mình rất là nhạy luôn. Đấy, về các bác kiểm tra xem cái máy lọc nước nhà mình là nó còn hoạt động tốt hay không nhá, hoạt động tốt hay không thì đây em chỉ luôn cho bác. Đi kèm thì bên em sẽ có gửi kèm thêm cho bác là một cái bảng kiểm tra chỉ số là cái nước nó còn sử dụng hay không. Hiện tại nếu mà nước của bác mà nó về cái màu xanh từ 7.6 này cho đến 10 thì là nước vẫn đang sử dụng tốt, vẫn đang cái độ kiềm vẫn có nhá. Còn là nó từ 7.0 hất về đến 3.0 là nước nhà bác đang rất nhiều axit nhá, và uống rất là có hại cho sức khỏe. Đấy thì về
Cái này thì em nói luôn là về để các bác test cho cái máy lọc nước nhà mình nhá các bác nhá. Chứ còn nhiều bác hỏi là mua về cái này có sửa không nhá. Nói luôn là không sửa đâu nhá. Sửa thì các bác phải gọi thợ và các bác xem các bác có thay thế được những cái lõi lọc nhà mình ấy. Có thể là nó do nó lâu năm lõi lọc nó hỏng rồi là nó không hoạt động tốt nữa thì mình có thể là thay. Đấy, thay đi. Đấy, sắp năm hết Tết đến rồi mình về mình thay nhá. Ok luôn. Về các bác chỉ việc là mở cái nắp này ra, sau đó các bác rõ cho em trực tiếp vào con nước. Các bác lấy một ít nước cái máy nhà mình ấy, lấy cái này các bác rõ trực tiếp vào. Nếu mà nó ra cái màu gì thì các bác so theo cái bảng bên em sẽ gửi kèm cái phiếu này cho bác này. So thì em nó đang ở màu gì, nếu mà nó từ 7.6 hất về thì là nước hiện tại đang ở độ kiềm, độ khoáng ok, sử dụng ngon lành nhá, không có độc tố hay là không có vấn đề gì, sức sử dụng tốt nhá. Còn nếu nó về từ 7.0 hất về đến 3.0 này, nước nó về cái mạn màu xanh rồi là cái màu vàng này thì là nước đang nhiều axit nhá, nước là sử dụng rất là có hại luôn. Đấy thì các bác mua cái bộ này về thì bên em đang bán một cái bộ lọ test nước pH này, giá nó chỉ có là đi giá nó chỉ có 20.000 thôi. Đấy, nó rất là rẻ, nó bình dân nhá, nó chỉ có 20.000 thôi. Đấy, các bác mua về sử dụng dùng để test lại cái nước nhà mình xem nó còn sử dụng ok không. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ test nước pH nhá. Đấy, test nước pH này. Test nước pH nhá. Giá đang của bác là 20k nhá, 20k cho một cái sản phẩm lọ test nước là bao gồm là một cái lọ này và bên em sẽ có gửi kèm đó một cái phiếu thẻ màu nữa. Đấy là 20k. Đấy giờ em sẽ ghép cho bác một cái video thực tế về cái sản phẩm vào để các bác cùng coi này. Đây và giờ em sẽ hướng dẫn các bác test đi ạ. Mình sẽ rót một ít nước ở cây đầu của nhà mình ra. Và cho quỷ tím vào, gió vài giọt vào. Thì hiện tại máy này đang ra là màu vàng các bác nhá. Acid 5.5 đi ạ. Thì nước này không thể uống được. Đấy, các bác lên thay lõi lọc định kỳ đi cho em. Thay lõi lọc RO đi ạ. Nếu các bác mà cứ để như này để uống ấy thì rất chi là có hại cho sức khỏe. Và giờ em tiếp tục em test một cây nữa, cây lọc RO của nhà bên cạnh hàng xóm nhà em. Đấy, giỏ quỳ tím vào. Đấy, thì hiện tại cây này là đang ra được màu trung tính các bác nhá. Thì nước này có thể uống được, không sao. Đấy, cứ theo bằng màu mà dùng các bác nhá. Đây là nước 7.0 đây ạ. Giờ em sẽ test thêm một cây nữa cho các bác xem. Thì cây bên cạnh này. Đấy, cũng nhỏ vài giọt quỳ tím vào thôi. Đấy. Thì cây này thì độ kiềm đến tận 8.0 các bác nhá. Thì như này là uống rất tốt đây này các bác này. Đấy, các bác là nên nhớ là phải thay lõi lọc định kỳ cho em. Và phải dùng quỳ tím để test nước xem độ pH nhà mình là bao nhiêu. Chứ acid thì không thể uống được các bác nhá. Đấy, bằng màu đây ạ. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái tip này là 40.000 này. Một tip keo hai thành phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, mở van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này, đấy dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này. 40k một cái tip keo hai thành phần nhá, 40k. Một tip này là 100ml nhá. Đấy, một tip này là 100ml. Đấy. 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay nhưng ủng hộ nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về được cái lô chảo tổ ong này, rất là xịn luôn. Đấy, lô chảo tổ ong nhá, cực kỳ ok này. Đấy, về các bác xào nấu rán liệu đây cho em thoải mái luôn. Đường kính chảo này sẽ là 28cm, em báo giá luôn 120.000 một cái cây chảo tổ ong nha. Đấy, chỉ 120.000 một cây thôi. Về dùng rất là xịn sò ngon này. Tay cầm này, đấy chắc chắn ok luôn. Đây còn đây là phần
lòng chảo này, đấy, lòng chảo 28T khá thoải mái vì các bác sán ra dán xào nấu lên cho em thoải mái luôn. Đây toàn bộ là vân, là vân vân nó thiết kế dạng vân tổ ong nhá. Về các bác xài đấy thì cái này xài nếu mà các bác muốn dán thì các bác phải cho già già dầu lên đấy thì dán là nó mới ok được, vì cái chất chảo của cái dạng tổ ong mà nó là nguyên lý hoạt động của nó như thế, các bác phải cho già dầu thật nóng dầu lên đấy thì dán thì nó mới đỡ dính thôi nhá, nó không dính các bác. Còn khi mà các bác để dầu yếu, lửa yếu ấy, là dán nó rất là dễ dính các bác nhá. Cái đặc nguyên lý động của chảo tổ ong là nó là như thế nhá, chứ nhiều khi về các bác không biết xài, không biết dùng, các bác bảo là chảo này nó không chống dính cái thứ rồi nên rất là khó đấy. Còn về các bác xào nấu thì ăn thoải mái luôn con này, nói chung là về khá là bền, dùng con này thì cực kỳ bền rồi, chắc chắn chất lượng. Mà giá nó bình dân nó chỉ 120.000 một cây thôi. Lên mã em sẽ cái cây chảo tổ ong nhá, 120.000. Đường kính của nó khá là to, 28cm. Về các bác dán xào nấu ở đây cho em thoải mái luôn. Đấy, 120k một cái nhá, chảo tổ ong. Tiếp theo, tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tiếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tiếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k một hộp keo đa năng nhầy, và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tiếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomo Nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật nhá. Đấy, Polikia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1200m các nhá. Đấy. Con này thì tổng quan với cái thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra có thể được cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bạn nhìn cái dàn led của nó này, quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy là độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nó sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách này. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Đó, kết hòa cùng kết hợp là những cái màu đen xám, nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kia sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm ở đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Đó, cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời các bác dùng cái con này. Đấy, picnic hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn, rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay, rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích trước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18cm nhá, 18cm. Phần bản rộng này, bản rộng của nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9,5cm gần 10cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10cm, bản rộng là 10cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13cm nhá, chiều cao khoảng tầm 13cm. Đấy, chiều cao là 13cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây, em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. À, đây, đằng trước này thì các bác, bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này.
hai chế độ sáng này, đó ba chế độ sáng đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì bác dùng cái con này các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này, đấy dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em, nó là một cái giải led ở đây rất sáng nhá, đây này các bác nhìn này, sáng dã man luôn. Đó em sẽ lấy để và quay cho bác xem luôn. Đó rồi, đấy là những cái chế độ sáng của bên bên này nhá, đấy bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này, bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này, đấy đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó đèn sáng rộng này các bác nhìn này, đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá này lên trần này, đấy các bác để này các bác đá lên trần, hoặc là các bác để soi xuống này, đấy rất sáng nhá, cực kỳ sáng, đấy cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này, đó rồi là có phần đèn đỏ nhá, đấy như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá, đấy hoặc là đèn cảnh báo đấy, đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo LED nhá, đấy nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương cứu hỏa đấy, thì hai con nháy kiểu đèn này gọi là đèn, nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá, đấy nháy cảnh báo rồi. Đó thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó còn đèn pha xa thì ở bên này, đấy đèn pha xa này, nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá, đấy một con đèn cực kỳ sáng chất lượng đây. Đó tổng quan đây, đấy có vạch báo pin đầy đủ nhá, để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào, đấy chủ động các bác sạc vào dùng rất là tiện, đấy xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó cầm nắm rất là vừa tay. Đó và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này, đấy các bác rơi thoải mái vấn đề gì cũng đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn, cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này có nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá, các bác nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa các bác nhá, đấy sáng rộng và sáng xa các bác nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái bằng một cái đèn này thôi, các bác nhìn này, cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá, các bác nhìn này, nét cứng luôn, đấy điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bác nhìn này, cột điện này, đấy sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá, đây này, các bác nhìn này, bờ ruộng bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây, đấy sáng nhìn rõ một luôn nhá. Đây quay xem này, đây có nhìn cái bụi chuối này, sáng kinh khủng không bác, sáng kinh khủng không, sáng dã man luôn, nó rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây, các nhìn bụi cây này, con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim soi cò rồi soi trên cây này, sáng dã man luôn nhá. Đây này, đấy sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá, pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá, đấy nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ mua hàng các bác kiểm tra đấy, các bác soi thử cho em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn. Nếu các bác nào không ưng về cái dòng đèn pin này, em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn, riêng về cái dòng đèn pin này nó phải là quá sáng luôn nhá. Đấy rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha, ngoài ra thì đây chế độ đèn sáng rộng này, chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá, đấy cũng rất là sáng nhá, đấy thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước, rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy rồi đây là ở phần bên này, đấy sẽ bật bên này chưa, đó bật bên này, đấy bật bên này có nhá, cũng rất là rộng nhá, đấy rất là rộng nhá. À con này đây em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá, khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn, nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này, và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy hai bên đều sáng luôn, nên là các bác có thể là để như này, các bác làm chiếu hai bên, đấy có thấy chưa, đấy nó sẽ sáng hai bên như này, đấy sáng hai bên này luôn này, đấy rất là đa di năng nhá, cực kỳ xịn sò chất lượng, các bác nhìn này, sáng dã man luôn nhá, đây sáng kinh khủng luôn. Đó đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin em đang đi này, đấy các bác nhìn này, đây các bác nhìn này, sáng dã man luôn nhá. Đây đấy đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bác nhá, đây sáng như ban ngày luôn, đây này, đấy đây các bác nhìn này, đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá, đây em tắt đi bác xem này, đây tất cả cái phần này đi luôn nhá, đấy đấy có nháy cảnh báo biết này, tắt đi này, đấy tối om luôn nhá, em bật lên này sáng kinh khủng luôn, các bác nhìn này, ui ôi dã man luôn nhá, một cái con đèn thì em phải công nhận nó sáng, mà nó sáng rộng nhá,
Đây, đây em sẽ bật cái cam rộng với bác xem nhé. Đấy, bật cái cam rộng này. Đấy, bật cái cam rộng luôn nhá. Đó, đây. Đây, đấy. Sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó, đây. Bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá, mà nó sáng kinh khủng luôn. Như ban ngày luôn nhá. Đấy. Rồi, đấy về cái dòng đèn pin em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này. Đấy, đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu, đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn ba hai đầu, đấy 350k giá cũ, đấy giá cũ. Giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn hai đầu, đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn.